Hôm nay chúng ta học bài kinh tiếp theo là bài kinh bảy thứ lửa. Bài kinh bảy thứ lửa, chúng ta biết rồi, lửa là một trong những nhu cầu thiết yếu hàng đầu trong đời sống của trái đất. Có một điều á, là đã nói tới lửa thì mình phải nói đến cái mặt tích cực và tiêu cực của nó. Mặt tích cực của lửa đó là nó là cái nguồn sáng, nó là cái nguồn sáng của lửa, là một cái nguồn năng lượng, một cái nguồn sáng, một nguồn năng lượng. Lửa giúp cho mình là nấu chín thức ăn, sưởi ấm, nấu chín thức ăn, sưởi ấm, soi sáng. Và đương nhiên là nói tới lửa thì mình phải nói đến những cái trận hỏa hoạn, những cái tai nạn từ lửa. Lửa thì nó có hai cái vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong thế giới này nó có những thứ mà cũng có thể gọi là lửa, tức là nó có cái thì nó lửa ở cái khía cạnh tiêu cực, còn có cái nó là lửa ở khía cạnh tích cực. Lửa ở khía cạnh tiêu cực thì chỉ cho cái gì mà nó có cái tác hại, chứ không có nói đến tác dụng mà nói đến tác hại. Lửa ở khía cạnh tiêu cực là nói đến những cái tác hại của nó. Ở đây ngài dạy rằng đó là phiền não, tham sân si, nó là những thứ lửa mà chỉ có tác hại chứ không có tác dụng nha, chỉ có tác hại chứ không có tác dụng. Rồi các cái thứ lửa còn lại nó có tác dụng, nó có lợi ích, nó có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mình không khéo á thì nó có thêm cả cái khía cạnh tiêu cực, tức là nó có cái tác hại nữa nha. Cho nên lửa có hai, lửa ở khía cạnh tiêu cực và tích cực. Thì ở khía cạnh tiêu cực nó có hai trường hợp, là bản thân nó trước sau là chỉ có tác hại thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là có những thứ nó chỉ bị xem là tác hại khi mà mình không có gọi là tận dụng nó một cách đúng mức, đúng cách. Thì cái đó được gọi là cũng gọi là cái tác hại nha. Thì thứ nhất ba cái lửa đầu tiên là tham sân si, thì nó cũng được gọi là lửa mà chỉ có tác hại thôi. Các vị biết rồi, biết bao nhiêu những cái vấn đề của thế giới này nó được khởi đi từ cái lòng tham của chúng sinh. Vì tham mà chuyện ác nào mình cũng làm, vì tham mà chuyện ác nào mình cũng làm. Mà đã nói chuyện ác thì nó hại mình hại người. Bản thân cái tham đó nó vừa là hại mình mà nó vừa là hại người. Không có cái tham nào mà nó có lợi cho mình hết á nha, không có tham nào có lợi cho mình hết á. Thí dụ như mình nói mình gây dựng sự nghiệp, mình gây dựng sự nghiệp bằng cái bàn tay nỗ lực của mình, bằng cái đầu óc của mình, rồi mình kiếm ra tiền bạc, mình hưởng thụ, mình sung sướng, thì nó tội lỗi chỗ nào? Đúng, nói theo cái nhìn của thế gian á thì tôi kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi bằng mồ hôi nước mắt của tôi thì nó không có tội. Không, miễn là tôi không có làm gì phạm pháp thôi, trong lúc kiếm tiền và trong lúc xài tiền tôi không phạm pháp là được rồi nha. Đó là nói theo thế gian. Nhưng mà nói theo cái tinh thần rốt ráo của nhà Phật á, thì khi mà mình gọi là sống trong cái hành động bằng cái tâm tham ấy, thì trước mắt đó là mình đối diện với rất là nhiều cái vấn đề. Thứ nhất, khi mà mình sống, khi mình hành động bằng tâm tham á, thì phải nói rằng là đã nó tham, đã nó bằng tâm tham, ba chữ nha, bằng tâm tham thì lúc có trí tuệ nó vắng mặt, nó vắng mặt. Mình làm ăn buôn bán, mình vì lòng tham mình muốn có lợi thì mình phải buôn bán, chỉ nó bình thường. Nhưng mà hãy cẩn thận với lòng tham đó, bởi vì nếu không có sự can thiệp của trí tuệ, không có sự can thiệp của từ tâm, không có sự can thiệp của các cái đức lành đó, thì miễn sao có tiền thôi, miễn sao có tiền thôi, bất chấp hậu quả, bất chấp hậu quả. Còn cái chuyện mà mình kiếm tiền mà trong cái sự cẩn trọng đó, thì cái đó không phải là bằng tâm tham, mà nó có sự can thiệp của các cái đức lành.
của các cái đức lành. Nhớ nha, nhớ phải nhớ, phải tách bạch rạch rồi cái vấn đề cho đó. Chuyện thứ nhất là mình giàu mình kiếm sống lương thiện, nhưng mà hễ mình sống còn rất bằng tâm tham đó, thì mình phải cẩn trọng, là bởi vì lúc nào mà tham nó có mặt lúc đó mình không có cẩn trọng, chuyện gì cũng làm. Còn sở dĩ mà mình biết chọn lọc thì lúc đó cái chọn lọc nó không phải là tâm tham, mà đó là trí tuệ, đó là lòng từ bi. Mình không vì cái lợi nhuận mà bất chấp hậu quả, bất chấp cái tác hại trên người khác. Nhớ nha, nhớ cái đó. Chuyện thứ hai, khi mình sống bằng tâm tham đó, ngoài cái chuyện vì tham làm ác đó, thì nó còn có cái thứ hai nữa. Khi mình sống bằng tâm tham đó, thì có một cái hệ quả chắc chắn phải có, đó là khi mà anh sống bằng tâm tham đó, mà chỉ cần mà anh không được như ý là anh khổ. Khi mà anh không được như ý là anh khổ hơn cái người bình thường. Thí dụ như bây giờ mình vì trách nhiệm mình phải đi làm để mình nuôi thân, để mình nuôi gia đình, nuôi vợ con, nuôi cha mẹ. Nếu mà chịu thuần túy trách nhiệm đó, thì cái sự mà gọi là lỗ lã mất mát của mình đó, nó không có đau cho bằng mình sống thuần túy là tâm tham. Nhớ cái đó nha, thuần túy là tâm tham đó rồi mình khổ lắm. Người mà cứ cắm đầu gục mặt trong cái đồng tiền ấy, có chuyện gì họ khổ lắm. Còn nếu mà mình kiếm kế sinh nhai mà trong cái tinh thần trách nhiệm đó, thì mình đỡ khổ hơn cái người mà sống là tâm tham nhiều lắm, nhiều lắm nha. Đó là chuyện ngoài đời, còn chuyện trong đạo. Cái nội dung của chánh pháp là ly dục tôn. Cái nội dung của chánh pháp là ly dục tôn. Cho nên ngay từ cái buổi đầu khoác áo, cạo tóc, thì cái người tu á phải tâm niệm rằng á, tu là để buông. Tu không phải để được cái gì, mà tu là để mình buông cái gì, chứ không phải để được cái gì nha. Kể cả những cái mình cho là cao siêu, thánh thiện, thiêng liêng, cao siêu, thánh thiện, thiêng liêng, như là thiền định, đạo quả chẳng hạn. Thì nếu mà nói rốt ráo thì cái chính yếu của người tu không nên nhắm đến cái chuyện mà thành tựu mấy cái đó, mà cái chuyện căn bản của người tu là nhắm đến cái chuyện là lìa bỏ cái phiền não, lìa bỏ cái phàm phu của mình á. Cái đó mới là cái quan trọng. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người trong rung nhảy dựng lên, tôi vẫn nói nha. Tôi nhắc lại lần nữa, tu mà thiết tha cầu đắc cái này chứng cái kia đó, tôi nói thẳng luôn, đó là chuyện xa vời lắm. Bởi vì chuyện đầu tiên của cái chuyện tu hành là để thoát khổ. Thoát khổ trong hai cái nhân và quả. Thoát khổ trong quả là sao? Là giữ được cái tâm để mà gọi là có thể bình thản trước những thử thách của cuộc đời, trước những cái cay đắng của đời sống. Thì đó là tu, là giữ được cái thanh thản trước cái quả. Còn mà giữ mình trước cái nhân là sao? Là giữ mình không có gọi là tiếp tục sống trong phiền não. Đó gọi là giữ mình trong cái nhân. Nhớ nha, không giữ mình, gọi là giữ mình không, giữ mình để không mình bị, không để mình bị khổ vì cái nhân. Còn giữ mình để cho mình không bị khổ vì cái quả, có nghĩa là dầu cái hoàn cảnh gì, trái ý bất toại, đắng cay máu lệ cách mấy nó xảy đến, mình vẫn có thể gọi là bình tâm chịu đựng được. Bình tâm chịu đựng được thì đó gọi là cái khả năng chịu đựng trước cái quả, giữ mình trước cái quả, nhớ nha. Thì cho nên ngay buổi đầu á, mà mình tu là mình phải đặt vấn đề là tôi tu đây, mình chuyển đầu tiên là mình phải thấy rằng phiền não còn là còn khổ, những đắng cay còn là còn khổ. Mà cái đắng cay chắc chắn mình tránh được rồi, vì nghiệp cũ quá khứ mà sao tránh được, nghiệp cũ làm tránh được. Thì cái chuyện mà những đắng cay mà do cái nghiệp xưa nó thì mình tránh được, nhưng mà mình có thể tránh được bằng cách này, không tránh được bằng cách là dẹp bỏ nó, nhưng mà tránh được ở đây có nghĩa là mình vẫn tiếp tục an lạc, vẫn tiếp tục bình tâm khi những cái chuyện bất toại nó xảy đến. Đó, cái đó đó, tu là tu để mày trừ cái đó, tu là trong cái nhân, tu là trong cái quả. Tu trong cái nhân là để không để mình tiếp tục có phiền não, mà tu trong cái quả là khi gặp những cái đắng cay á, mình cũng không vì vậy mà mình đau khổ, mà khi gặp cái ngọt ngào mình cũng không vì vậy mà bị cám dỗ. Nhớ nha, như vậy thì nó rõ ràng là cái tu là nhắm cái chuyện lìa bỏ, tu là nhắm đến sự lìa bỏ, lìa bỏ cái sự bất mãn trong cái đắng, lìa bỏ cái sự ham hố trong cái ngọt. Bản thân cái chuyện tu hành nó phải hiểu như vậy. Còn cái chuyện mà nó đắc chứng đạo quả, nếu bàn tôi nói thiệt nó xa vời lắm.
tôi không biết cái đạo quả nó mặt mũi ra làm sao, tôi không biết cái niết bàn nó ra làm sao. Cho nên tôi vẫn nói 1.000 lần, đã nói 1.000 lần rằng tu hành mà với cái mục đích mà lìa bỏ cái phàm của mình nó mới là chắc ăn. Bởi vì tu mà để cầu đắc thánh nó có nhiều cái nguy hiểm lắm. Thứ nhất nó xa vời lắm, thứ hai là mình biết mặt mũi của cái thánh đó, nó ra làm sao mình không biết. Tu mà để hướng tới cái không biết, hướng tới cái mơ hồ đó, nó nguy lắm. Bữa nào thấy cái gì ngộ ngộ, thấy cái nào lạ lạ, thấy cái nào nó chưa từng thấy qua đó, là bắt đầu mình hiểu lầm, mình hiểu sai, mình tưởng nó là đắc. Trong khi mình tu để mình bỏ cái phàm thì chắc ăn hơn. Là vì sao? Là vì cái phàm mình biết mặt mũi nó ra làm sao, mình biết cái mặt mũi của cái phàm nó ra làm sao. À, các vị nghe kịp không? Tu để không còn là phàm nữa nó chắc ăn hơn là tu để thành thánh. Bởi vì tôi nhắc lại, cái thánh mình đâu biết mặt mũi ra làm sao, mà nó là chuyện xa vời, nó không có thiết thực. Mà trong cái thực tế mình là mình tu để không còn tiếp tục là phàm nữa. Mà phàm là cái gì? Phàm là phiền não, phàm là bất mãn trước cái đắng, phàm là đam mê trước cái ngọt. Đó, 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 đó. Bất mãn trước cái đắng, đam mê trước cái ngọt, thì cái đó là lại gọi là cái phàm. Mình tu là mình để mình bỏ cái đó đó, bỏ cái phàm đó đó. Nó quá cụ thể. Mà tại sao phải bỏ? Vì hai cái ông đó, ông làm khổ mình, tôi nói tan nát. Hai cái ông đó, cái ông mà đam mê trong ngọt mà bất mãn trong đắng, hai cái ông đó làm mình khổ tan nát. Chính vì mình muốn trốn khổ mình mới tu tập tứ niệm xứ, mới cần đến giới định tuệ nha. Như vậy tu để không còn phàm là vậy đó. Còn chuyện đắc thánh đừng lo, anh không còn là phàm nữa thì tôi xin lấy cái mạng của tôi hứa, tôi xin hứa bằng cái mạng của tôi, anh mà không còn là phàm nữa thì tự nhiên anh thành thánh rồi. Cái này tôi hứa, tôi xin hứa cái vụ này nha. Anh không còn là phàm nữa là tự nhiên anh thành thánh. Anh thành thánh rồi thấy niết bàn là cái gì đó, cái đó là chuyện mai mốt. Nhưng mà cái đó tôi bảo đảm 1000%, anh không còn là phàm nữa là xong, không còn gì để nói nữa nha. Cho nên cái chuyện tu hành đó là nó phải là hướng đến cái lý tưởng ly dục, ly tham là chỗ đó đó, chỗ đó đó. Hễ còn có bất mãn trong cái đắng thì còn có cái lòng đi tìm cái ngọt, mà hễ còn có cái lòng đi tìm cái ngọt là còn tiếp tục đau khổ khi gặp cái đắng. Nhớ nha, cái này, cái bài giảng này đặc biệt là đáng để các vị xâm lên mình đó nha. Cái đọc nhân nít vậy đó, hễ còn đam mê trong cái ngọt thì sẽ còn khổ trước cái đắng, mà khi còn biết đau khổ trước cái đắng thì sẽ còn có cái ý đi tìm cái ngọt, mà khi còn có ý đi tìm cái ngọt á thì chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ khi gặp cái đắng, mà khi còn có lòng mà ghét sợ cái đắng á, thì sẽ còn có lòng đi tìm cái ngọt. Mà đại khái nó cứ như vậy đấy. Cho nên cái chuyện đầu tiên của người tu là buông ra, buông ra. Và ngay cả trong lý tưởng tu hành nó cũng không phải để đắc chứng cái gì hết. Nó xa quá mà. Tôi đang khổ mà. Tôi đang khổ. Tôi nói thật bản thân tôi và tôi nghĩ nhiều người trong room cũng vậy. Đang nhức răng quá nè. Nhức quá, nhức nó sưng như cái mỏ lợn vậy đó. Thì lúc đó cái chuyện mà quan trọng nhất mà mình nghĩ tới là hết nhức răng. Chứ lúc mình không có quẩn đâu, mình nghĩ đến chuyện cái hàm răng đẹp. Tôi không biết trong room này có ai mà quẩn mà rảnh đến cái mức như vậy thì tôi không biết nha. Tôi không biết cái người đó nha. Chứ tôi biết tôi và những người quen của tôi thì khi mà nhức răng mà nó lên tới óc rồi đó, người ta chỉ mong cho nó hết đau thôi, hết nhức thôi nha, thậm chí nhổ liền cũng được nữa nha, nhổ liền nha, nhổ liền. Chứ còn giờ đó mà còn nghĩ đến cái răng đẹp đó thì tôi nghĩ cái người này cũng hơi lạ đó nha. Cho nên khi mà mình thấy cái thân này, cái hiện hữu này nó còn lấy gánh nặng, nó là cái nỗi khổ niềm đau, thì cái mục đích mà trước mắt của mình, trước mắt và duy nhất, ưu tiên hàng đầu á, phải là lìa bỏ cái sự hiện hữu đó. Lìa bỏ cái tánh phàm phu á. Vì cái đó làm cho mình khổ mà. Mình đang bị nhức răng thì mình phải giải quyết cái chuyện nhức răng. Chứ mình không có quẩn mà nghĩ đến cái chuyện mà hay ho khác, ví dụ như là răng đẹp, môi đẹp, miệng đẹp, nụ cười đẹp, cái đó là mai mốt tính sao nha. Đấy. Cho nên là nếu mà không hiểu được cái điều mà nãy giờ tôi nói là tự nhiên mình đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa đầu tiên, đó chính là ngọn lửa tham ái. Ngày nào cứ nhớ như con nít vậy đó,
cứ ngày nào còn thích cái này thích cái kia thì dứt khoát mình sẽ bị khổ dài dài. Là vì sao? Thích không được là khổ, đi kiếm tìm cái thích là khổ, kiếm được rồi phải gìn giữ nó là khổ, giữ không được cái mình thích là khổ. Cứ đã chưa nha. Đó, cái thích nó khổ vậy đó. Đó là nói lên mặt 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 nổi nó, còn dưới mặt chìm ấy là tôi đã nói rồi. Cứ mỗi cái thích là nó lại tạo ra một cái tâm đầu thai đi về đâu đó. Rồi các vị hỏi tôi đi đâu hả sư, tôi nói dạ khó nói lắm. Không, đi đâu là do tâm tham ấy, cái tâm đầu thai nó giặt đi. Nhưng mà lợi cho đó mà mình sống ra làm sao đó là do cái thiện ác mà mình đã tạo thường ngày nè. Thí dụ như tôi đi làm phước, tôi cúng dường, tôi tụng kinh, tôi thuyết pháp, thì coi như những lúc đó là tôi đang tạo ra mấy cái tâm đầu thai về cõi lành, mai mốt tôi được làm người, thí dụ vậy. Nhưng mà còn cái chuyện mà tôi làm người mà tôi có được cái gì đó là tính tiếp. Ví dụ như bây giờ tôi thuyết pháp, từ đời sau sinh ra tôi có cái trí tuệ hơn người, đúng. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Tôi sinh ra mà tôi cứ bệnh hoạn hoặc què hoặc hoại từ nhỏ là đã nằm trong bệnh viện rồi. 3 tuổi là bị tiểu đường, 4 tuổi là coi như là phải thở bằng máy rồi. Thì bị nghỉ sao? Đâu có đủ nha. Tôi tiếp tục hành hạ chúng sanh khác thì coi như tôi tiếp tục bệnh hoạn và yếu thọ. Tôi quên, không có bố thí, tôi không khoái chia sẻ với ai. Đời sao sanh ra nó khổ như chó vậy đó. Nó nghèo, sơ xác, cái khó nó bó cái khôn. Cho cái vị biết như vậy, đừng có tưởng là học đạo hành thiền là đủ. Công đức là nó chỉ là một, mỗi công đức đó là một khía cạnh của đời sống thôi nha. Mỗi công đức là một khía cạnh thôi, mà cái cơ hội để mà mình làm một thứ công đức nó đã khó rồi, nói chi là mọi công đức, những công thức đức cần thiết cho đời sống mình rồi. Cái cơ hội nó càng hiếm nữa, một thứ đã có rồi. Cơ hội để nghe pháp, cơ hội để thuyết pháp, cơ hội để phục vụ, cơ hội để giữ giới, cơ hội để ngồi thiền. Đó, cơ hội để tìm hiểu giáo lý, cơ hội để đắc thiền, là đắc thần thông là còn hiếm nữa nha. Cho nên hãy nhớ cái đó, nhớ cái đầu tiên đó, lửa tham nó độc như vậy đó, nó độc như vậy đó nha. Có nghĩa là cứ hễ còn tham là còn đi đầu thai, mà hễ còn đi đầu thai đó là còn luân hồi, còn chỉ một luân hồi ở cái chỗ sướng chỗ khổ thì chỉ có trời biết thôi nha, trời biết. Mà chắc chắn là khổ nhiều rồi, tại vì một ngày là sống toàn là tâm xấu không mà nha. Mà tham thì nó hiển hiện qua sáu ngã. Ngã một, tham trong những gì mình thấy. Thứ hai là tham trong những gì mình nghe, trong những gì mình ngửi, mình nếm, mình sờ chạm và mình suy tư nha. Tham nó có sáu nguồn, sáu ngã như vậy. Thì coi như một ngày như vậy đó là mình coi như là có biết bao nhiêu cái cơ hội để mình sống trong tâm tham. Mà đối với người mà không có tu hành đó, thì cơ hội mà đẩy ra sẽ xảy ra cái tâm tham đó, nó có ít nhất là hai cái. Một, trước cái ngọt ngào mình thích đó là tham, trước cái cay đắng mình nghĩ đến cái ngọt ngào nó lại cũng là tham. Anh biết tôi nói trong rừng có nghe kịp không? Trước cái ngọt ngào thì mình thưởng thức, mình đón nhận nó bằng tâm tham, đúng rồi. Mà cái thứ hai nữa là đứng trước cái đắng cay bất toại đó thì mình lại tiếp tục nghĩ về cái kia, đó là mình sống trong. Trước cái ngọt là mình sống trong tham, còn trước cái đắng là mình nghĩ về cái tham. À, nghĩ về cái tham. Và hãy còn sống bằng cái tâm tham, tâm thích hả? Thì mình cứ nhớ là khổ trùng trùng, khổ trùng trùng. Đây lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy rằng là tham nó là lửa, người sống trong lửa là người phóng lửa là đủ điên, người này sống đứng ở trong lửa là sao chịu nổi. Không, tham ít lâu lâu nó xẻ hai ba cái là đã khổ rồi. Còn mà sống thuần túy trong cái tham thì nó giống như mình đứng hẳn trong cái đống lửa thì nó đã cỡ nào nha. Thì cái mức độ bỏng lửa của mình ít nhiều là tùy vào cái việc là mình tiếp xúc lửa ở cái mức độ nào. Thì tâm tham cũng vậy, mình bị nó làm khổ, mình bị nó đốt nóng ở cái mức độ nào là tùy cái chuyện mà mình sống với nó bao nhiêu. Đấy. Cái chuyện đầu tiên là tâm tham, rồi cái thứ hai là tâm lửa sân. Lửa sân á là nó gắn liền với lửa tham. Đó, lửa tham, lửa sân nó gắn liền. Nãy tôi nói rồi. Thích càng nhiều thì bất mãn càng nhiều.
đó là cái luật, đó là cái luật, không có ai mà áp đặt, ai mà kiến tạo áp đặt cái đó cho mình, đó là cái luật thiên nhiên, là tự nhiên vậy đó. Để mình thích nhiều thì mình sẽ bất mãn nhiều, để bất mãn nó chính là tâm sân nha. Sân sân ở đây nó gồm có là giận hờn này, ganh tị nè, tiếc của nè, sợ hãi nè, ghen tuông nè, không thì cái đó được gọi là sân. Chữ sân ở Đại Bi Đàm nói rộng lắm, chữ sân đây không có phải đơn giản là giận hờn phải, mà nó bao gồm mọi thứ, không những cái gì bất mãn đó. Sợ hãi cũng là sân, ghen tuông tị hiềm ganh tị cũng là sân, tiếc của cũng là sân. Trong A Di Đà nói sân nó gồm có sân tật lận hối nha, hờn giận ghen tuông ganh tị tiếc nuối tiếc của hối hận thì nó đều là sân hết. Thì tất cả những cái đó nó đều khởi đi từ tâm tham. Do anh có thích anh mới có sân, do anh có đam mê anh mới có bất mãn. Tụi nó nuôi nhau, cho nên nếu mà mình còn có cái dục ái, tức là còn cái đam mê ở trong năm trần vật chất, thì chắc chắn là mình phải còn có cái tâm sân. Đắc a na hàm rồi không còn đam mê trong vật chất dục ái nữa, cho nên cũng không còn tâm sân. Đây là cái luật của vũ trụ, nhớ nha. Và sân nó được gọi là lửa là vì sao, ở trong room này biết rồi. Cái ghen tuông, cái ganh tị đủ để làm cho mình ăn không ngon mà ngủ không yên. Cái ganh tị và ghen tuông, các vị có bị vô đó chưa? Các vị có bao giờ mà sắp đủ cơn ghen chưa? Ghen khác và ganh tị khác. Ghen tuông đó là cái sự ganh tị trong tình cảm nam nữ, còn ganh tị là nói chung mọi tình huống, không mọi tình huống không muốn người khác được gì thì đó gọi là ganh tị. Còn cái ghen tuông là không có muốn chia sẻ cái tình cảm nam nữ cho người khác thì gọi là ghen tuông, không chỉ riêng cái ghen tuông ganh tị đó, không? Mà đã làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, lên máu, trụy tim, dễ sợ chưa? Chỉ riêng cái ghen tuông, sợ hãi cũng vậy, ghen tuông sợ hãi, căm giận, oán thù cũng làm cho mình gọi là không ăn không ngủ được, nó là lửa chứ gì nữa. Ai mà từng bị sống ở trong cái tâm thái đó đã mới hiểu tại sao mà Phật dạy sân là lửa, nhớ nha, kinh khủng lắm nha. Tham là lửa thì mình đã nói rồi, khi mà cái tham mà nó giật mình đó, khủng lắm, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Muốn mà không được, muốn là tham, mà khi mà muốn không được nó chuyển qua sân, khổ lắm. Thương người ta mà người ta không đồng ý, hoặc người ta không biết, không dám nói, khổ lắm. Muốn cái món đồ đó quá mà không có được, thích cái nhà đó quá, thích miếng đất đó quá, thích cái chiếc xe đó quá mà không được, khổ lắm nha. Cho nên tham với sân nó là cặp nè, thích và ghét là cặp, nó là cặp, nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái sân nó là lửa khiếp lắm, mà cứ nhớ chừng sân là gắn liền với tham, thích càng nhiều thì sân càng nhiều, cứ nhớ nhiều đó thôi. Đam mê càng nhiều thì bất mãn càng nhiều, tụi nó lạnh cặp. Nhớ. Cho nên sân được gọi là lửa, là vậy đó. Muốn gọi là tàn phá cái đối tượng, rồi cái gì nữa, muốn tàn phá, muốn xóa sổ đối tượng, là sân. Rồi đó là coi như nó là chịu không nổi với cái tình cảnh, tình trạng, cái sự kiện đang diễn ra, đó cũng là sân. Bất toại là sân. Cho nên ở đây Đức Phật thầy dạy sân là lửa, nhớ nha, sân là lửa. Rồi tiếp theo, si nó là lửa là sao? Có hai. Si mà nói theo cái nghĩa mà nghĩa chung chung, si gọi là lửa là vì sao? Vì si nó là gốc của tham, gốc của sân. Mà nếu mà ở đâu có tham mình phải biết ở đó là có si. Ở đâu mà có sân á là mình biết si nó nấp lùm ở dưới đó, không? Nó có phải có cái si làm nền tảng gián tiếp thôi, gián tiếp. Mặc dù nó thì A Tỳ Đàm á thì si nó thuộc về thọ xả, mà sân á thì nó thuộc về thọ ưu. Rồi mình nghĩ ủa sao mà nó nấp được, nấp được là nấp được, nghĩa là nó làm nền, đây nó làm nền cách gián tiếp, là chính vì nó không hiểu được 4D cho nên nó mới bất mãn. Chính từ cái nền tảng không hiểu 4D cho nên mình mới thích cái này cái kia. Đây là lý do tại sao mà si được xem là nền của tham và sân.
Và nếu tham mà sân nó là lửa thì cái si thì nó lý do nào nó không là lửa, bởi vì gì nó làm nền hai ông kia mà. Đó, đó là nói chung chung. Còn nói chi tiết, si nó gồm có hai. Đó là si phóng dật và si hoài nghi. Hai cái này nó là lửa là vì sao? Si phóng dật đó là nó làm cho mình không có tập trung. Mà từ chỗ phóng dật mình không có tập trung cho nên mình không có niệm mà không có định. Đấy, mà người mà sống không có định là nó bồn chồn lắm, nó rây rứt lắm. Khi mà sống thất niệm, không định, không niệm thì tâm nó rây rứt, nó bồn chồn. Và cái phóng dật đó là cái nền cho tham và cho sân. Tham và sân nó chỉ xuất hiện với sự hỗ trợ của phóng dật. Nhớ nha, chứ còn niệm mà nó có mặt, định nó có mặt thì làm sao mà phóng dật nó dẹn vô được nha. Mà nếu mà có niệm, có định thì làm sao mà có tham, có sân được. À, cho nên cái phóng vật đó là lửa, bởi vì nó là cái nền cho hai cái lửa kia. Rồi cái hoài nghi là sao? Hoài nghi nó là sự hoang mang trong cái bốn đế. Kể cả những người chưa học giáo lý, tôi nói chậm nha, kể cả những người chưa học giáo lý thì họ vẫn có cái hoang mang trong bốn đế. Có nghĩa là sao? Mặc dù họ không biết bốn đế là gì hết, nhưng mà cái hoang mang của họ trong đời sống nó chính là cái hoang mang trong bốn đế. Tôi ví dụ thế này, tôi không biết chữ là tiếng Việt, tôi cũng biết là tôi biết nói thôi, chứ còn biết đọc biết viết là cộng trừ nhân chia tôi không biết đó. Nhưng mà tôi hỏi cái vị, tuy giàu tôi biết chữ nhưng mà cái đỏ đỏ mà nó chảy trong người của tôi nó có phải là máu không? Cái đen đen mà nằm trên đầu tôi có phải là tóc không? Rồi bao nhiêu cái hóa chất sinh tố trong người của tôi đó, khi mà tôi dốt tôi biết chữ, những cái thứ đó nó có trong cơ thể tôi không? Nó có chứ, nó có, mà tại tôi không biết thôi chứ nó có nha, tôi không biết nhưng mà nó vẫn có. Rồi cái tên nào nó có học nó mới phân tích là cái này là máu nè, máu nó được, nó gồm có bao nhiêu cái thành phần hóa chất trong đó, đó là thằng biết chữ, nó nói, thằng có học nó nói cho tôi biết. Còn tôi không biết gì hết, tôi biết chữ nhưng mà tôi vẫn có máu, tôi vẫn có thịt. Và cái tạch của tôi đó là cũng có protein, nó cũng có cái này cái kia, mà tôi có biết chứ, tiếng Việt tôi còn biết mà. À, nhưng mà dầu tôi dốt bằng chó bằng bò đi nữa nhưng mà tôi vẫn có máu chứ. Còn cái chuyện nội dung nó là cái gì thì tôi không biết nha, nhưng mà tôi vẫn có máu. Ở đây cũng vậy, chúng ta chưa có học về bốn đế nhưng mà những cái hoang mang của chúng ta nó cũng là cái hoang mang trong bốn đế, mặc dù chúng ta không biết bốn đế là gì hết. Hoang mang trong bốn đế là sao? Hoang mang ở đây có nghĩa là mình mù mịt. Không, mình không biết mình ở đâu mình tới. Không, cấu tạo của thân tâm này là gì mình không biết, mình không biết rằng đó là có cái sanh tử luân hồi và vì đâu mà có sanh tử luân hồi, và với kiểu sống này của mình đó, nó là thiện ác mình không biết. Rồi cái chuyện mà mai này mình tắt thở mình đi về đâu mình cũng không biết, vậy ý nghĩa rốt ráo của đời sống này là cái gì mình cũng không biết. Thì những cái không biết này nó hoàn toàn là nó nằm gọn ở trong cái vô minh bốn đế nha. Nhưng mà tại vì mình có ngu cỡ là mình dốt mình không học đạo, đúng, mình không biết bốn đế là gì, nhưng mà cái vấn đề của mình nó vẫn là vấn đề ở trong cái vô minh bốn đế. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, tôi không có biết chữ, tôi không biết gì hết á, tôi không có những khái niệm về khoa học, về y học, về dược, tôi không biết. Nhưng mà những cái vấn đề trên cơ thể của tôi nó lại là những cái vấn đề mà được là mấy ông bác sĩ, mấy cái nhà khoa học họ nhắc nhở mỗi ngày trong mấy cái phòng lab nha, trong bệnh viện, trong mấy phòng mạch họ nhắc tới mỗi ngày. Còn tôi không biết gì hết, họ nhắc là chuyện của họ, mà riêng phần tôi thì tôi chỉ biết là tôi có mấy cái đó thôi, tôi không cần biết. Ở đây cũng vậy, cái vấn đề của hoài nghi này đó là những cái hoang mang về bản thân, về thế giới, mà trên nền tảng của cái gọi là vô minh trong bốn đề, nhớ nha. Thì nói như vậy có nghĩa là khi mà mình sống mà không có được cái trí tuệ thì nó khổ vô vàn. Thì cái khổ đó được gọi là do si mà có. Tại sao tôi thích, tại sao tôi ghét, là do tôi không có hiểu được bốn đế. Hoặc hiểu xương xương, hiểu mơ màng, hiểu kiểu vẹt két nhồng sáo cưỡng. Đấy, cho nên cái khả năng mà là đối diện của tôi nó kém lắm. Thí dụ như tôi xin nói chân thành, không có cái ý nha, không có ý mà xúc xỉm bán bộ nha. Đêm hôm qua tôi có coi một cái clip ngắn khoảng chừng một phút Đức Giáo Hoàng Francis trong lúc làm lễ, làm thánh lễ ở quảng trường thánh Saint Peter ở Vatican.
Thì ngài đang vui vẻ, đang đi giữa một cái biển người toàn là những dấu chân rất mực dấu yêu. Đấy. Thì có một cái cô đó có lẽ là bà Tào. Thứ nhất là cái mặt của giống Tào, mà cộng thêm cái hành xử của cổ là chắc là China rồi. Mà mấy cụ quá hâm mộ ngài là cũng muốn, cũng vì bất mãn, cũng muốn bày tỏ một cái bất mãn nào đó của cổ. Mình không biết, thì mình đâu có nghe của nó cái gì. Mà còn mình có nghe, có đâu có hiểu của nó cái gì nha. Mà đại khái là mình không biết của nó cái gì. Của thò tay, của chụp lấy ngài, của kéo về phía cổ một cách thô bạo và bất kính phạm thượng nha. Thô bạo, bất kính và phạm thượng. Dầu gì dầu người ta cũng là vị chủ chăng, lãnh đạo tinh thần cho hàng tỷ người trên thế giới. Mà đừng có nói chủ chăng, chủ chiếc gì hết á. Chỉ cần người ta là một người trưởng thành đó, đang đi giữa một cái đám đông với cái sự tôn nghiêm lịch sự, mà mình chòm người qua cái dãy rào ngăn cách để mà mình chụp cái tay người ta, mình kéo về phía mình, thì nó rất là thiếu lịch sự nha. Thì có chụp tay và Đức Giáo Hoàng đó là đang đi rất là lịch sự, rất là tôn nghiêm, rất là đỉnh đạt nha. Rồi tự nhiên cái thò tay chụp ngài, kéo ngài về phía mình sổ với một tràng. Thì lúc đó ngài phản ứng không kịp, phản ứng gọi là để mà gọi là trang bị là tâm lý chưa kịp, thì ngài mới lấy tay ngài đánh mạnh lên tay của cổ một cái mặt rất là giận dữ. Đối với tôi đó là rất giận dữ. Thì đương nhiên là sau đó thì ngài trong tư thế tư cách của vị chủ chăng trên các phương tiện truyền thông từ Vatican, thì ngài cũng gửi đó là xin lỗi là ngài đã thiếu kiểm soát, thiếu kiềm chế trong cái khoảnh khắc đó. Này, thiếu có thiếu. Nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng với một cái người mà coi như có cái trí tuệ thường trực, chánh niệm thường trực, thì sẽ không có một cái phản ứng nó hơi khó ngờ như vậy nha. Khó ngờ thì cái chuyện bà kia bắt đầu lao là chỉ có bà, thì tôi cũng đang đối với tôi, cái bị hỏi tôi cũng phán thẳng bà là thiếu văn hóa, thiếu lịch sự và thiếu cái khác nữa, nó hơi nặng mà thôi, thiếu hai cái đó đủ mệt rồi. Thiếu văn hóa, thiếu lịch sự, thiếu suy nghĩ. Đấy. Nhưng mà phải nói về cái chuyện lớn này là về phía ngài đó, bởi vì một vị A-la-hán không phải như vậy, một vị thánh không phải như vậy, một cái người hành giả mà chuyên tu miên mật không phải như vậy, thường trực sống trong chánh niệm thì không đến nỗi như vậy. Có thể một chút thôi, trong cái nhất mình thì có, nhưng mà mình để cho cái sự thiếu tự chủ mà nó đi xa hơn nữa thì là do mình thiếu cái hàm dưỡng nha. Cho nên tôi mới quay trở lại, si nó là lửa là như vậy đó. Si nó là lửa là như vậy, tức là do thiếu cái hiểu biết nó mới dẫn đến cái hành động làm phiền người khác, làm cho người khác họ cũng nổi lửa. Người khác nổi lửa. Và nếu mà lúc đó mà cái an ninh của Vatican họ hiền đó, chứ nếu mà gặp an ninh của Mỹ đó, hay là nó chọc của bà này rồi. Nếu mà đổi lại không phải Đức Giáo Hoàng mà là Tổng thống Mỹ, không? Và nếu cái chuyện nó xảy ra trên đất Mỹ, xảy ra trên đất Mỹ và cái đối tượng đó là Đức và là Tổng thống Mỹ, là cái bà đó bị an ninh mặc dù nó hốt bà rồi, nhưng mà đó là nhẹ, chứ còn ở mấy xứ mà như Trung Quốc đó, mà mãi dám mà đối xử như vậy với ông Tập Cận Bình đó, hoặc là ông nhẹ nhẹ hơn, nhỏ hơn là ông Lý Khắc Cường thôi, thì cái trong vòng ba nốt nhạc là mình đã không thấy bà, nó đem nó vô trong nó nghiên cứu bà trọng, nó phanh phui bà ra, nó nghiên cứu bà là vì đâu mà là đã xúc phạm làm nhục một cái vị lãnh đạo một diện mạo của đất nước như vậy. Là đây là anh có cái ý đồ gọi là phản động, có một sự tiếp tay của các thế lực quốc tế. Nó mà nó xé ra một hồi là cái bà này đem bắn 15 lần chưa có hết tội nha. Rồi và nó là lửa chứ còn gì nữa. Tức là đốt mình, đốt người, mình đốt cái người mà mình tấn công, mà bản thân mình sao đó mình cũng cháy cháy tới đâu luôn nha. Cho nên si nó cũng là lửa. Rồi. Bây giờ các vị thấy chưa? Sống trong miền não là đương nhiên là coi như bị đốt. Mà trước khi mình bị đốt, mình đốt người ta trước. Rồi. Đó là ba cái loại lửa mà gọi là chỉ có tác hại chứ không có tác dụng. Thì trong rừng có còn nghe không? Rồi. Tiếp theo là cái lửa gọi là lửa. Lửa thánh nhân, tức là lửa thánh nhân. Lửa thánh nhân là sao? Các cái bậc hiền thánh ở đời đó, tại sao họ được gọi là hiền thánh? Tại sao họ được gọi là A-hu-ni á? Bởi vì giữa bao nhiêu người trong thiên hạ, thật
Hết cái này ghét cái kia, muốn làm gì thì làm, mà đa phần là làm chuyện hại người, còn bản thân là thiếu tự chủ, thiếu kiểm soát. Không, tôi nhắc lại, giữa bao nhiêu người thiên hạ thích tùm lum, ghét tùm lum, bất mãn đủ thứ, không à, dễ dàng bị cám dỗ, không à, và vì cái thích của mình, chuyện ác nào cũng làm, chuyện ác nào mình cũng nói, chuyện ác nào mình cũng có thể nghĩ, đó là cái thích. Còn vì cái ghét thì chuyện ác nào mình cũng làm, vì cái ghét mà cái gì mình cũng dám nói, vì cái ghét mà chuyện gì mình cũng dám nghĩ đó. Mà trong khi nó bên cạnh một cái biển người toàn là cái thứ như vậy không, thì lâu lâu nó bị xuất hiện một cái nhân vật mà không tham, không sân, không si, hoặc ít nữa cũng là giảm tham, giảm sân, giảm si, không hết thì cũng giảm. Đấy. Thì họ đương nhiên là đối tượng đáng kính. Bởi vì sao vậy? Vì đáng kính này phải khơi khơi một ý tưởng mơ hồ, trừu tượng, mà nó là cụ thể, nó là nghĩa bóng, nó là nghĩa đen. Đáng kính là bởi vì cái người đó nó có mặt ở đời này, đem lại cái sự an lạc cho nhiều người. Cái sự có mặt của người đó là niềm an ủi, là sự trấn an cho bao nhiêu người. Và cái sự gọi là lễ bái cúng dường của đối tượng như vậy đem lại cái sự an lạc cho cái người thực hiện. Đấy. Chính vì vậy cho nên hiền thánh là một cái ngọn lửa sưởi ấm sôi sáng cho chúng sinh, nhá, sưởi ấm và sôi sáng cho chúng sinh. Đấy. Tuy nhiên đã nói là lửa mà anh mà bất cẩn, thiếu cảnh giác, anh bị phỏng như chơi, nhất là ngọn lửa đó nó có cái nhiệt lượng cao, lửa mà lửa khè từ ga, lửa hàng gió đá, không, lửa hàng gió đá, lửa từ bếp ga thì nó kinh khủng lắm, không, kinh khủng lắm, lửa mà lửa xanh đó, kinh khủng lắm, không. Cho nên là nếu mà những cái ngọn lửa mà có cái nhiệt lượng mà nó cao như vậy, không, mà mình bất cẩn một cái là nó phỏng lên tới đâu luôn, à, thì thánh hiền cũng vậy. Nếu mà mình tôn trọng, mình lễ bái họ, mình cúng dường, mình hộ trì họ, mình quý kính họ thì công đức vô vàng, vô lượng. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình có cái lòng chà đạp, bán bổ, bất kính, à, thì là cái quả ác nó đương nhiên là nó nặng. Mà đây là cái lực của vũ trụ, à, cái lực của vũ trụ, à, lực của vũ trụ. Mình đá một cái trái banh vô cái vách lá, cái sức dội nó khác. Mà mình đá cái trái banh mà vô trong cái vách tường á, cái sức dội nó khác. Nhớ nha, nhớ cái này nha. Mình tung trái banh vào cái vách lá đó nó khác, mà tung vào cái vách tường thì cái sức dội nó phải mạnh hơn. Anh đây cũng vậy, một cái người mà không tham, không sân, không si, hoặc là gì đã giảm tham, giảm sân, giảm si, mà mình xúc phạm phạm với họ thì dĩ nhiên cái tội nó nặng. À, cho nên họ là lửa. À, mà lửa, à, lửa lửa này thì nó có hai mặt, mặt tiêu cực và tích cực. Mặt tiêu cực nghĩa là mình xúc phạm họ là tội nặng bằng trời, tội nặng tày đình tày liếp. Còn nếu mà mình có cái lòng thương kính quý mến họ đó, thì cái công đức đó không có sao kể xiết. Cho nên cái đây gọi là lửa thánh hiền nha, lửa thánh hiền. Tiếp theo đó là lửa gia chủ. Lửa gia chủ làm sao? Cái bài kinh này và cái bài kinh bên dưới và kinh tiếp theo đó, là kinh này rồi cái bài kinh tiếp theo, cái hai bài nó đều có chú giải hết, commentary đó, sớ giải. Thì cái sớ giải của hai bài kinh này đó cộng lại nha, sớ giải của kinh này nè, kinh mình đang học, cộng với sớ giải của cái bài kinh tiếp theo mình sẽ học, sắp học, phải không? Thì sớ giải của hai bài kinh này cộng lại thì mới giải thích đầy đủ cái nghĩa của chữ lệ lửa gia chủ là lửa sao. Lửa gia chủ tức là lửa lửa gia đình. À, lửa gia đình nó làm sao ta? Thì hai cái chú giải nó nói như thế này: sống dưới một cái mái nhà, người này phải biết nghĩ đến người kia, à, người này phải biết nghĩ đến người kia, mà mình cư xử không phải phép, à, không có đúng cách, à, thì các vị hiểu chuyện gì rồi hả? Các vị hiểu chuyện gì rồi? Sống chung với nhau dưới một mái nhà mà mình cư xử nhau không phải phép, một người vợ cực kỳ biết điều dễ thương, mà một người chồng là xí đú không có ra cái gì hết, không,
Thì các vị nghĩ coi đó là một sự kết hợp, có phải tật nguyền mà sớm muộn thì cũng nảy sinh vấn đề không? Một người vợ ngoan hiền đức hạnh mà người chồng không ra gì, có người chồng thì ok cực kỳ ngon lành, một bà vợ không ra gì, hoặc là một người chủ ngon lành, một người tớ, một người làm không ra gì, hoặc một người tớ, một người làm rất là tốt nhưng mà ông chủ không ra gì, anh tốt mà em không ra gì. Nói chung là trong nhà nó chỉ cần có một cái người không ra gì thì nó nhà nó bị là cháy, tan nhà nát cửa, nó gọi là lửa gia chủ rồi. Vậy cho nên thánh hiền, đúng, thánh hiền là đối tượng mà mình phải dè chừng và cẩn trọng. Nhưng mà trong về mặt gia đạo mà sống mà sơ sẩy nó cháy nhà như chơi vậy nha, trên lửa gia chủ. Một người chồng mà cứ quần quật mà vợ ở nhà thì không không có cái gọi là không giữ tròn cái trách nhiệm bổn phận, hoặc là một người vợ tuyệt vời, người chồng không ra gì, hoặc nói chung là từng thành viên trong một gia đình dưới một mái nhà mà chỉ cần có cái bất xứng, chỉ cần có một cái hành xử bất xứng thì coi như sẽ dẫn đến cái họa lớn cho căn nhà đó, cái chuyện nó có gì lạ. Do đó nó mới có cái loại lửa thứ tư này nè, thứ năm này nè, đó là lửa gia chủ là vậy rồi, không lửa gia chủ. Đúng ra cái này em cần giải thích nhiều, chỉ nhá sơ rồi bà con đã hiểu rồi, mà có người trong room đang nghe cái chỗ này thì quý vị nhìn kỹ cái nhà cái gì, có nhiều khi cũng đang cháy đó nha, vậy xong nhà đang cháy đó. Tôi cứ nghe nhiều chuyện tan thương, tôi nghe tôi hết muốn lương hầu. Tôi có hôm nay tôi nguyện kiếp sau làm bê đê, chứ thì nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm bê đê một sướng, tôi sợ gia đình quá đi không, mà làm thân gái thì nó ngán, làm thân đàn bà nó ngán quá, mà làm thân trai mà quờ quạng phải có vợ có con ngán, làm bê đê, nhưng mà làm bê đê để lại có cái ngán khác ngán. Đó là tôi có nghe mấy người tử nam có nữ có kể thế này, họ kể bên Mỹ nha, bên Mỹ nha, bên Mỹ họ nói các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, sao rung rung thì nó không có dấu hiệu nào cho biết còn nghe ta. Ok, tôi không có chuyện tào lao đâu, chuyện là chuyện cần thiết tôi mới nói. Lửa gia chủ, lửa gia đình. Rồi có mấy người Phật tử nam có, nữ có, họ kể tôi nghe mà tôi nản. Họ nói trời ơi, chưa biết con đi làm về đó, ngồi lái xe đó, mà nó chạy gần tới nhà đó, con không biết có nên ghé vô nhà của mình đó nha, nhà của mình đó, mà con biết có nên ghé vô. Rồi cuối cùng cũng chạy ngang luôn, cũng đi ngang luôn, giống như cũng đi lố rồi cũng đi luôn. Mà chỉ biết trời nó chiều rồi mưa lất phất, có khi thì tuyết rơi, mà con không biết là phải đi đâu, về đâu. Con không muốn bước vô cái mái nhà đó, thì không ai bạo hành đánh đập gì hết, nhưng mà cái không khí nó kỳ lắm. Một là ghẻ lạnh đó, rồi hai là vô thấy bề bộn tùm lum, rồi con cái con nít con nội lại hét khóc lọc, hoặc người lớn thì thôi bệnh hoạn nằm lên thì mấy người kia hôm nay dọn dẹp tiếp sức gì cho mình, giúp đỡ mình hết á. Cho nên là có người tôi đang nghe cũng có những năm ba người nói như vậy, năm ba người nói với tôi chạy xe đi làm về đó Mỹ, mà nó chạy gần tới nhà nó không muốn ghé, rồi cuối cùng đi luôn. Rồi hôm nay đi hoài cứ chạy vòng vòng làm vòng dài tôi, rồi nó cũng về nhà mà nó trời ơi ngừng xe một cái không có muốn bước xuống luôn. Có gọi là lửa gia chủ, nghĩa là trong nhà nó có cái vấn đề gì đó mà để làm cho đương sự phải cay đắng, bị xót xa, phải không? Phải nói, đó là lửa gia chủ. Nghĩa là chỉ cần có một hành xử bất xứng thì coi như chúng ta đã gieo lửa cho nhau, nhẹ nhẹ là làm hiêu hắt đời nhau, còn nặng nặng là đốt cháy đời nhau, làm tan rủi đời nhau nhé. Nặng lắm. Rồi tiếp theo đó là lửa 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 gì ta, bị chờ cho một chút, bị chờ cho một tí tí nhẹ để khẩn cấp.
Hôm nay là bữa học cuối. Hôm nay là bữa học cuối. Hôm nay là bữa học cuối. Chúng tôi ngó lộn nha. Chúng tôi nhìn lộn nha. Chúng tôi nhìn lộn. Nhìn sai. Chúng tôi nhìn lộn, nhìn sai. Ở đây đang trong chúng tôi liếc mắt qua cái bản tiếng Việt á, chúng tôi liếc mắt bản tiếng Việt, chúng tôi đọc sai nha, đọc sai. Ở trong đây đó là bản tiếng Việt á. À, có sự đánh máy sai nha, có đánh máy sai cho nên là chúng tôi sơ ý. À, sơ ý, không phải là chúng tôi nói sai nhưng mà vì bản tiếng Việt in sai, nghe bản tiếng Việt in sai, nghĩa là in trùng á, bản tiếng Việt in trùng. Đây, thì cái đây lửa thánh hiền đó, tiếng Pali gọi là lửa thánh hiền, gọi là đắc khí này giá, chỉ cho hoàn bảo hả? Rồi còn cái lửa kia đó gọi là a hu này giá, tức là cha mẹ nha. Rồi thì cái lửa thánh hiền đã tôi giảng rồi, bây giờ tiếp theo đó mình nói về cái lửa cha mẹ. Lửa cha mẹ là sao? Tức là trong kinh nói cái thế giới này nó vận hành theo các cái chu kỳ, nó vận hành theo các chu kỳ mà hôm tôi có giảng rồi. Một là có một cái thời kỳ chúng sanh gọi là sống ác nhiều hơn thiện nha. Cái thời kỳ thứ hai đó gọi là thiện ác bằng nhau, ác nhiều hơn thiện, rồi cái thiện ác bằng nhau. Rồi tới cái thời kỳ thứ ba đó là thiện nhiều hơn ác, nó đi lên cao vậy nè. Trước hết là ác nhiều hơn thiện, rồi nó tiếp theo nó thiện ác bằng nhau, rồi lên một cái nữa là thiện nhiều hơn ác, rồi thiện nhiều hơn ác nó bắt đầu thế giới nó đi tuột xuống, thiện ác bằng nhau, rồi cuối cùng là ác nhiều hơn thiện, tức là ác nhiều hơn thiện là cái đáy. Bây giờ lên bắt đầu lên từ từ nè, từ ác nhiều lên ác nhiều hơn thiện, cái nó lên thiện ác bằng nhau, rồi từ cái thiện ác bằng nhau nó mới lên tới thiện nhiều hơn ác là đỉnh, không thiện nhiều hơn ác là đỉnh. Rồi từ cái thiện nhiều hơn ác đó, từ cái đỉnh đó nó mới xuống là thiện ác bằng nhau, rồi từ cái thiện ác bằng nhau nó xuống tới cái đáy, đỉnh và đáy, mà đáy là ác nhiều hơn thiện, cứ như vậy. Và trong cái thời kỳ mà thiện nhiều hơn ác là thời kỳ của chuyển lưng thánh vương ra đời. Chuyển lưng thánh vương là những cái vị mà gọi là do cái phước nhiều đó, họ giống như mình nói nôm na thôi, giống như vua Thuấn, vua Nghiêu vậy đó, có nghĩa là dùng đức để trị người, không có dùng những cái mà sự trừng phạt, là sự đàn áp, là khốc liệt để mà trị nước, trị dân nha. Chỉ lấy đức thôi, lấy cái đức độ mình để mà cảm hóa muôn dân. Thì cái giai đoạn đó, cái vị đó được gọi là chuyển lưng vương, nói nôm na cho bà con dễ hiểu như vậy nha. Chuyển lưng vương hoặc là giai đoạn cái thời kỳ mà các Phật chánh đẳng giác ra đời, giai đoạn mà có các vị Phật độc giác ra đời, trên cái thời điểm mà có các vị đạo sĩ đắc thiền, thì cái thời kỳ đó được gọi là thiện nhiều hơn ác.
rồi cái giai đoạn đó nó qua đi, nó mới đến giai đoạn tệ hơn, đó là thiện ác bằng nhau, với là 50-50. Và xuống nữa đó là ác nhiều hơn thiện, là cái giai đoạn mà chúng sanh chỉ sống trong bóng tối thôi, là không có khái niệm thiện ác gì hết, cứ thích là làm. Đấy. Thì trong kinh nói thế này, dầu là thế giới nó có vận hành ở cái giai đoạn nào đi nữa, thì hả, nếu mà cái lúc mà có thánh hiền ra đời đó, thì con người mới biết thánh hiền là cái gì, không? Người ta mới biết tôn trọng cái kẻ tu hành, tôn trọng cái người có đức hạnh nha. Nhưng mà sẽ có một ngày, sẽ có một cái lúc mà ác nhiều hơn thiện đó, thì người ta không còn tôn trọng những giá trị đó nữa, người ta không còn tôn trọng giá trị đó nữa. Lúc người ta đánh giá nhau qua cái gì đó, qua sức mạnh, qua tiền bạc, qua nhan sắc, qua tiếng tâm, chứ còn cái gì mà đạo hạnh, đạo đức, cái đó là coi như là vứt đi, rác, đó là bị coi là rác. Nó thuộc về coi như là ba trợn, nó là cái chuyện tranh may, cái người mà người lành, người thiện, nó lúc bị xem là ba trợn. Cái kẻ mà có gọi là khả năng chia sẻ cái vật chất, cái kiến thức cho người khác một cách miễn phí đó là bị coi là ba trợn. Không, người là phải khôn, làm cái gì cũng phải là đã quy ra tiền được hết, cái gì phải đổi ra hiện vật hiện kim mới là khôn. Không, sẽ có một ngày thế giới này nó như vậy, người ta không còn những khái niệm thiện ác. Không, ai mà hy sinh là vị tha đó là bị xem là ngu. Không, đại khái thì là như vậy. Thì cái giá trị của thánh hiền chỉ được ghi nhận vào cái thời điểm con người có thiện, dầu là thiện bằng ác hay là thiện nhiều hơn ác. Không, thì nhưng mà đại khái là để tôn trọng những giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần thì phải là vào những thời điểm đó. Đấy. Cái đó là nói về giá trị được thiên hạ nhìn nhận nha. Còn cái người mà có cái giá trị đó thì cực hiếm, chỉ có ở vào những thời điểm đặc biệt rồi đó thôi. Đấy. Nhưng mà riêng cái tình cha nghĩa mẹ thì thời nào cũng vậy thôi quý vị. Tôi nói một vòng để rồi tôi dắt cái vị trở về đây. Dầu cho thế giới này có một ngày mà nó sống như một bầy thú, thì lúc đó mẹ vẫn thương con, cha vẫn thương con, vì con thú nó còn làm được chuyện đó mà. Các vị có thấy cái cảnh mà con gấu mẹ mà nó cõng gấu con băng qua suối, sư tử mẹ ngồi liếm sư tử con, chăm sóc đứa con mới sinh, rồi bữa nay còn voi mẹ mà lo cho voi con, thì mình thấy con thú nó cũng có khả năng. Cho nên dầu cái thế giới này nó ở cái thời kỳ nào đi nữa, không, thời kỳ mà người ta không biết thánh hiền là gì, thời kỳ mà không có thánh hiền luôn, hoặc là thời kỳ mà thánh hiền đầy ra đất, không, thời kỳ nào đi nữa thì lúc nào cũng là tình cha nghĩa mẹ tồn tại trên đời này, không, lúc nào cha mẹ cũng thương con, lúc nào cũng như vậy hết. Mà thương là sao? Thương nên có hai, một là thương bằng ái, có nghĩa là nó là của mình, gạch dưới bằng mực đỏ, nó là của mình, nó là một phần xương thịt của mình, nó là tác phẩm, là bóng dáng, là sự tiếp nối của mình, cho nên mình thương nó, mình rứt ruột, mình sanh ra nó, mình làm trâu làm ngựa để mình nuôi nó, như vậy nó là tác phẩm, nó là bóng dáng, nó là sự kế thừa, nó là sự tiếp nối, nó là cái tôi, nó là phiên bản của mình, cho nên mình thương đó. Thì cái thương đó được gọi là thương bằng ái. Còn cái thương thứ hai là cái thương bằng tâm từ. Cái thương này là cái thương vô điều kiện nha, không cần nghĩ đến chuyện nó có hiếu thảo hay không, nó có giống được như mình hay không, mặt mũi nó ra làm sao, nó có tật nguyền, nó có bệnh hoạn như thế nào đi nữa, không cần thiết. Nó có đáng là phiên bản của mình hay không, không cần thiết. Không, nó có thương mình hay không, không cần thiết. Miễn là mình không thể cam tâm, nhẫn tâm, đành lòng nhìn nó khổ, thì cái thương này nè là cái thương bằng từ bi. Không, cái thương mà do cái tâm ái luyến thì loài thú có, nhưng mà cái thương mà bằng cái tâm từ bi như vậy đó, không, cái thương mà có cái lý trí rồi đó, là cái thương đó chỉ có con người thôi nha, chỉ con người. Như vậy thì cha mẹ có cùng lúc hai cái tấm tình đó đối với con. Cho nên tôi không có thích cái kiểu mà nói về cha mẹ mà cứ đem ví dụ mà mang nặng đẻ đau, cái nó khủng xì. Hôm nay tôi phải phân tích như vậy cho các vị thấy cái sự vĩ đại của cha mẹ đối với con. Với con thôi nha. Với con. Với con. Với con của mình.
Thì với một cái đối tượng như vậy đó, cha như vậy, mẹ như vậy, mà mình chỉ cần, trong kinh nói trong cái thời kỳ không có thánh nhân, không có tam bảo, nhà chỉ cần mình dốc lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng đủ sinh thiên, nhớ nha. Không gặp thánh hiền không, mà chỉ cần hết lòng hết dạ hiếu thảo với song thưa thân, kính quý hai cái bậc hai đấng song đường đó, thì cũng đủ sinh thiên. Và ngược lại, dầu thời đó không có thánh hiền, mình làm sao có cơ hội để mà xúc phạm thánh hiền. Nhưng mà chỉ cần xúc phạm bất hiếu với cha mẹ thì cái tội nó cũng nặng như là xúc phạm thánh hiền vậy nha. Hiếu thảo với cha mẹ công đức đủ để sanh thiên, mà bất kính bất hiếu đối với cha mẹ cũng đủ sa đọa địa ngục nha. Cho nên cha mẹ là lửa, cha mẹ có thể sưởi ấm sâu sáng cho con, nhưng mà cái tấm lòng của cha mẹ đó, khi mà con nó không đón nhận thì chính ân đức cha mẹ đó, khi mà bị đứa con nó xúc phạm, ân đức cha mẹ càng nhiều, tấm lòng cha mẹ càng rộng càng sâu, thì cái sự xúc phạm của con nó tội nó càng nặng. Thì cái lửa đó gọi là lửa Ahuni chứ, lửa Ahuni chứ, là vậy đó quý vị nha. Thì còn cái lửa thánh nhân là nãy tôi giải thích rồi, lửa thánh nhân có nghĩa là lửa thánh hiền. Trong thời Phật pháp tồn tại thì đó là tăng chúng, không? Còn cái thời mà ngoài Phật pháp là những cái vị ly dục, nhớ nha, niệm là nhớ cái này. Trong thời có Phật pháp thì đó là tăng chúng, còn thời không có Phật pháp thì đó là những vị ly dục, những vị có giới, những vị có chánh kiến. Sẵn ở đây tôi nói luôn, chánh kiến là cái gì? Trong kinh nói khi mà không có Phật pháp thì chánh kiến chỉ có một trường hợp duy nhất thôi. Tại mà không có Phật pháp thì người ta chỉ chánh kiến chỉ có một thôi, đó là tin cái lý nhân quả, tin rằng buồn vui ở đời này do thiện ác đem lại, không? Họ tin vậy đó, họ tin rằng cái buồn vui ở đời này nè nó do thiện ác đem lại, họ tin rằng cái điều lành nó sẽ đem lại cái quả báo tốt, mà cái điều ác nó sẽ đem lại cái quả báo xấu. Thì vẫn tin nha, phải nói vẫn tin như vậy thì đó chính là chánh kiến. Cái niềm tin đó nó dẫn đến cái chánh kiến, mà chánh kiến mà thời không có chư Phật nó chỉ tới đó thôi, cầm nó qua đi nha, nhớ nha, cầm nó qua đi. Cho nên nó là giàu không có thánh hiền ra đời, mà chỉ cần là mình dốc lòng hiếu thảo với cha mẹ thì đó cũng là công đức lớn. Mà giàu thời điểm nào đi nữa mà xúc phạm bất kính bất hiếu với cha mẹ thì coi như mình đang tạo cái đại tội, không? Đây là lý do đó, mình cha mẹ được gọi là lửa đó quý vị. Lửa đó mình biết dùng á thì mình được lửa soi sáng, được sưởi ấm, không? Còn nếu mà không biết á là cháy bỏng thịt da, không? Chết người, tan nhà nát cửa nha. Là lý do tại sao cha mẹ được gọi là lửa. Và Đức Phật ngài dạy rằng đã là lửa thì mình phải nhớ hai chuyện. Thứ nhất, hãy đề phòng nó đốt mình và hãy sử dụng nó một cách thông minh. Sử dụng nó một cách thông minh. Các vị thắc mắc tại sao tôi phải nói câu này, bởi vì trong đây nói vậy đó nha. Ngày dạy khi mà đã nói tới lửa đó thì mình phải nhắm đến hai cái cạnh tiêu cực và tích cực của nó. Cái cạnh tác dụng của nó là nó giúp mình nấu nướng rồi gì nữa, sưởi ấm và soi sáng, không? Đó là cái cạnh tích cực. Còn cái cạnh đó là cái tác dụng của nó. Còn cái tác hại của nó đó, nó là nó đốt cháy mình, nó làm cho mình chết, không? Thì ở đây người nói cái lửa cuối cùng là người nói là lửa củi. Người nói cái lửa này trong cái gọi là nhu cầu cần thiết, trong cái nhu cầu cần thiết thì lửa cũng là một thứ mà mình không thể để mất, phải giữ nó. Ngày nay chúng ta không cần phải giữ lửa bằng những khúc củi cháy dở dang, bởi vì chúng ta đã có học quẹt, không? Nhưng mà thời xưa đó, khi mình còn sống trong hang động thì lúc nào ta cũng phải giữ một ít than, dù là than vùi tro đi nữa cũng phải một ít than trong hang động, để khi cần bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lửa. Bởi vì lửa nó có một cái vai trò, một cái ý nghĩa rất là lớn trong đời sống của chúng sinh. Nhưng mà nhớ, sử dụng nó một cách thông ngoan khôn ngoan thì nhờ nó mình được sung sướng,
nhưng mà sử dụng nó một cách ngu xuẩn không, thiếu hiểu biết, sử dụng lửa mà mình thiếu kiểm soát, sử dụng lửa trong cái sự thiếu kiểm soát thì coi như là mình chỉ bị họa lớn thôi nha. Đây là 7 thứ lửa thì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần lịch sử nhân loại. Được dựng lên rồi đổ sụp xuống hoàn toàn là bởi những trận lửa nha. Được dựng lên cũng từ lửa mà đổ sụp xuống cũng là lửa. Đó là cái ý tưởng của nhiều nhà triết gia, các nhà khoa học, các nhà sử học trên thế giới. Cái câu đó của họ này của tôi, nó là lịch sử của thế giới, tất cả những gì được dựng lên và những gì đổ sụp xuống đều là do lửa hết. Lửa thiên nhiên, rồi lửa hỏa hoạn do con người tạo ra một cách cố ý hay vô tình bất cẩn nha. Cho nên trong đời sống mình cứ nhìn quanh mình cứ thấy ta đang luôn luôn nha, mỗi ngày nha, mỗi ngày ta đang sống với những ngọn lửa, ta hãy sử dụng nó một cách thông minh để ta được nó giúp đỡ, chứ đừng để nó làm hại mình nha. Đó chính là kết thúc bài kinh nha. Hãy luôn luôn nhớ rằng ta đang sống với nhiều cái ngọn lửa xung quanh và trong lòng mình. Hãy cẩn thận, hãy sử dụng lửa một cách thông minh, đừng để nó đốt cháy mình. Rồi. Cái ngọn lửa, cái bài kinh lửa tiếp theo là cũng là lửa nữa. Có một cái ông Bà La Môn, có một ông Bà La Môn ông theo cái đạo là đạo thờ lửa. Các vị biết rồi, trong cái gọi là Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung có nhắc tới một cái, có nhắc tới một cái đạo đó là Minh giáo của Trương Vô Kỵ. Thì nó có cái quan hệ giữa Minh giáo Trung Quốc với Bái Hỏa giáo của Ba Tư, mà Tiểu Siêu là một trong những hồng nhan tri kỷ của Trương Vô Kỵ đó, vốn là người Ba Tư và cổ là thánh nữ của Bái Hỏa giáo, gọi là Minh giáo Ba Tư. Cái 24 cái bí kíp mà gọi là Càn Khôn Đại Na Di đó, nó được viết ở trên cái thánh thư của Bái Hỏa giáo. Bái Hỏa giáo là một cái tôn giáo lâu đời, ném về hàng đầu của thế giới này, hàng đầu. Bên Ấn Độ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi có ông Mahavira, giáo chủ đạo Jain, đó là những vị giáo chủ lâu đời của thế giới. Rồi sau đó mình có Chúa Giêsu. Thật ra Chúa Giêsu không phải là giáo chủ, mà là do người đời sau, họ với những cái vì nhiều cái mưu đồ, nhiều mục đích mà người ta đã dựng Giêsu trở thành ra cái vị trí của một cái vị thánh, một vị giáo chủ như là mình thấy hôm nay. Giống như người Tàu mà nó dựng cái hình ảnh ông Lão Tử lên thành là Thái Thượng Lão Quân. Chứ còn thật ra đó là cái tính lịch sử, cái sự tính về cuộc đời của Chúa Giêsu là coi như là khả nghi. Mà nếu mọi sự mà đúng như vậy thì cái chuyện mà Chúa Giêsu, cái vị trí mà Chúa Giêsu được người Công giáo hôm nay công nhận, nó cũng giống y chang như cái vị trí của Lão Tử bên Tàu vậy đó. Cứ là bản thân họ không có ý làm cha làm sếp ai hết, mà do người người sau vì cái ý đồ nào đó. Chẳng hạn như mình thấy không có 12 thánh tông đồ thì không có cái tín ngưỡng Cơ Đốc, cũng giống như bên Tàu mà không có Trương Đạo Lăng đời Hán thì làm gì Nam Hoa Kinh và là Nam Hoa Kinh của Trang Tử và Đạo Đức Kinh của Lão Tử mà được nâng lên thành thánh thư của đạo giáo. Rồi từ hai cuốn đó mà được người ta biên soạn thành 4.000 cuốn đạo tạng là do người này sao. Cho nên thôi bây giờ cái đi hồi nó xa lắm, tôi hay bị sang đàn, hay bị lạc đề lắm, nha. Bây giờ tôi muốn nói rằng nó là cái Bái Hỏa giáo của Ba Tư, nó là một những cái đạo lâu nhất của thế giới. Thì cái thánh thư của nó là Avesta, Avesta viết rất là đơn giản, Avesta, Avesta cái thánh thư của nó. Thì trong đó nó có nói hai thế lực Ahura và Mazda, thế lực thiện và ác. Ahura Mazda, thì thế lực thiện ác tượng trưng cho sáng, và một cái là thiện thì được biểu tượng cho cái ánh sáng. Ánh sáng của gì? Ánh sáng của lửa. Rồi tối, còn cái một cái là ác thì được biểu tượng bằng bóng tối nha. Cái giáo lý nó cũng hay, giống như âm dương vậy đó.
Ahura Mazda cái thiện cái ác, và cái Avesta nó là cái thánh thư nói về cái đó. Và cái vị giáo chủ đầu tiên của nó thì theo truyền thuyết là ông Zarathustra, tiếng Pháp gọi là Zoroastr, đọc tiếng Pháp là Zoroastr, còn Đức Anh nó đọc là Zarathustra. Thì là cái tín ngưỡng thờ lửa nó có lâu lắm rồi, mà theo trong kinh điển Pali đó, thì nó có từ vô lượng kiếp luân hồi về trước, từ bao nhiêu triệu tỷ vị Phật quá khứ thì người ta đã có cái tín ngưỡng thờ lửa. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Là vì lửa nó có những cái đặc tính, nó có những cái đặc tính đặc biệt mà là thấy nó mà không sờ chạm được nó. Không có cái vật gì trên đời này mà ngộ như lửa hết. Thấy nó xin lỗi. Thấy nó, tiếp cận gần nó, cảm được cái hơi ấm của nó, cảm được, thấy được cái ánh sáng của nó, nhưng mà mình không lấy lên tay, mình sờ chạm hoặc mình nắm bắt nó không được. Nó có mà không, nó không mà có. Và đồng thời đó, nó giúp đỡ cho đời sống mình quá sức nhiều. Không có nó là không có ánh sáng, không có hơi ấm, không có thức ăn. Mà đồng thời cái sức tàn phá của lửa đó thì khỏi nói, phải không? Không có nói được, sự tàn phá của lửa là không nói được. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ, nó thổi bay một khu rừng lớn. Một đốm lửa nhỏ, nó thổi bay một khu rừng lớn như chơi. Ai trong rung này mà là dân Úc, chắc làm như vậy. Dân Cali với là dân Úc, mà nghe nó cháy rừng đó, là họ rành nó ngay, hết thảy. Dân Cali với là dân Úc, là rành cháy rừng đó. Một đốm lửa nhỏ xíu là nó thổi bay khu rừng đó. Mà các vị hỏi khu rừng nó bao lớn, nó nói, dạ thưa, khó nói. Chỉ cần không có người, không có can thiệp vô đó là nó cháy cho tới tết luôn. Cho nên người ta lại người ta thờ lửa là vì thờ nó là bởi vì nó quá lạ lùng đi. Nó là một cái vật thể quá lạ lùng, có mà là không, không mà là có. Và thứ hai, vừa lợi vừa hại, và cái ranh giới giữa lợi và hại nó rất là mơ hồ. Lửa nó độc đáo cái đó, cái ranh giới giữa lợi và hại nó rất là mơ hồ, và cái ranh giới giữa gọi là có và không rất là mơ hồ. Muốn nói có, muốn không không. Bây giờ mình lấy cây mình quơ ngang ngày này thì ngọn lửa nó mình không có bị vướng, không có bị vướng, không có bị ngăn ngại nha. Cho nên nó lửa có cũng được, nó lửa không cũng được. Thấy nó nằm vậy đó, thấy nó có rõ ràng, như mình sờ nắm, mình chụp, mình bắt, mình giam nhốt nó được đó. Cho nên cái ranh giới giữa có và không rất mơ hồ, và ranh giới giữa lợi và hại rất là mơ hồ, giữa thân thiện và thù địch rất là mơ hồ. Đây đây chính là lý do mà người ta thờ nó, bởi vì nó đã dễ kiếm, mà nó lại rất là kỳ bí, mà rất là thần diệu đó. Không, kỳ bí thần diệu mà lại dễ kiếm, thế là người ta thờ đó. Người xưa không biết thờ gì thì kiếm. Rồi đồng thời những cái người đầu tiên mà nghĩ ra cái thờ lửa đó, người ta thông minh lắm. Người ta muốn mượn cái ngọn lửa đó làm một cái gọi là thần vật, một cái thần tượng thần vật, không? Để dựa vào đó họ mới tuyên truyền, họ mới rao giảng những vấn đề về đạo đức, về triết học, về tín ngưỡng, và đôi khi họ còn kèm cặp đến kèm vào đó những ý tưởng chính trị nữa nha. Chính trị nữa, người ta hoạt đầu tôn giáo, hoạt đầu chính trị, họ hay có mượn cái chiêu đó lắm. Mượn cái chiêu thánh kinh, giống như là Tứ Thư Ngũ Kinh, là Đại Học, Trung Dung, Bích Gia, Chư Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, các sách của Tàu ngày xưa, kinh thư lễ nhạc của Tàu ngày xưa, là được cái đám mình gọi là cái đám mình là cái lớp cái giới thống trị Trung Quốc, họ tận dụng hết gan tì, họ tận dụng để họ lấy cái đó làm nền tảng, làm cương lĩnh chính trị để mà trị quốc trị dân an bang tế thế nha. Tôi nói một cái dòng xa để mà con thấy coi kinh Nam truyền, cái lâu lâu thấy nói thờ lửa hoài mà biết lửa ở đâu, thờ lửa ai mà thằng nào nó ngu quá, mà nó nghĩ là nó không phải ngu đâu, nó khôn bằng trời đó, chứ phải nó ngu đâu. Ngu là cái đám mà thấy người ta thờ rồi xì sụp lại theo mà không có chịu tìm hiểu quá, thứ nó mới ngu nha. Chứ còn mấy cái tay đầu tiên mà nó nghĩ ra đó là nó khôn bằng trời. Thứ nhất là nó muốn, mình muốn nắm được thiên hạ là mình phải giữ được cái lòng của thiên hạ, không? Mà muốn giữ được lòng họ là mình phải gom thiên hạ về một mối,
bằng một cái niềm tin vào chính trị, một niềm tin tôn giáo, bằng một cái lời dụ khị nào đó, nhưng mà phải dẫn lên được một cái thần tượng về chính trị, một thần tượng về tôn giáo, để cho cả một cái rừng cái ngạ nó mới gọi là quỳ mọp. Mình mới nắm được cái chỗ đó, mình mới gọi là thống nhất thiên ngạ, gồm thâu thiên ngạ trong tay. Đây, khôn lắm. Rồi đó là nói về mặt tiêu cực, còn về mặt tích cực, mình khơi khơi, mình nói thiên hạ không có nghe, nhưng phải có một cái thần tượng nào đó mình treo toàn đen. Ví dụ trong lớp này, khi mà có hình ảnh Đức Phật treo toàn đen rồi, chúng tôi mới nhân danh cái người giảng kinh, giảng lại lời của Phật xưa, thì bà con mới có cớ, bà con vào bà con nghe. Bây giờ trước mặt tôi có 130 người, bà con là đâu có quẩn, nhưng mà vào nghe một cái người tôi đây xí đú, tôi không có học vị gì hết trong room này, tôi nghĩ cái người mà có bằng đại học nó 1 tỷ trong đây nè nha. Mà tại sao cái vị vào cái vị lắng nghe? Bởi vì cái vị nghĩ mình muốn tìm hiểu về Phật mà tự mình đọc sách nó nản quá, ngán quá, giống như tìm nước ngọt trên biển, nước thì mênh mông mà uống không được, cứ nhìn không rồi mà càng nhìn nó càng khát nước. Nên thế là đó nghe nói ở đâu của chỗ nào mà có nói hưu nói vượng về kinh điển là nhau tới để nghe, nghe được thì nghe nữa, còn nghe được đứng dậy tắt máy, chữ thề đi ngủ nha. Thì cái bái quả giáo đó như vậy, tôi đánh một vòng đấy, bà con thấy ồ, bây giờ tại sao trong đây có ông Bà La Môn thờ lửa là vậy đó, nhớ nha. Rồi thì ông cái thờ lửa nó ác liệt lắm, thờ mà thờ nhẹ nhẹ đó. Thí dụ như hôm nay mình biết ở Iran á, nó có một cái đền thờ lửa mà tương truyền thôi, tương truyền thôi, Iran và Ấn Độ nha, mà đặc biệt là Iran, nó có một cái đền thờ lửa mà người ta nói rằng nó đã có 2.500 năm, và cái ngọn lửa ở đó chưa hề tắt bao giờ. Đương nhiên đây là truyền thuyết nha, legend thôi nha, chỉ là truyền thuyết, mình không có biết nó có thiệt hay không, mà lỡ nó có tắt rồi nó được đốt lại trời biết. Nhưng mà theo truyền thuyết là 2.500 năm qua nó vẫn cháy không ngừng, nó được các thế hệ luân phiên nhau châm dầu thay tim liên tục để cho nó đừng có tắt cái ngọn lửa đó. Đấy, đó là nó nhẹ. Còn nặng là sao, là có những cái tay mà giáo sĩ muốn kiếm chác qua cái tín ngưỡng mà thờ lửa đó, họ mới bài ra giống như mấy ông tàu của tôi mà bài ra cái giấy vàng bạc rồi mở cửa mã đó đại khái. Thì mấy ông giáo sĩ Ấn Độ hồi xưa ông cũng bài ra mà ông kiếm ăn, ông bài ra đó là cái như thờ lửa đó, thờ mà cứ châm dầu. Hồi xưa họ còn dùng bơ nữa, bơ động vật à, bơ để mà nuôi lửa, thì cái đó mới là cấp 1. Còn mà siêu cấp là phải có cúng bái một cái gì đó cụ thể, bởi vì thần lửa thì ngài cũng là một cá thể linh thiêng chứ không phải là trừu tượng mơ hồ không. Mà đã nói là một cá thể mà vô cùng linh thiêng, ngài ngài cũng là nhận cái sự cúng dường chứng chi cái tấm lòng của cái đám là tín đồ. Thế là mấy trả mấy bài, mấy bài ra nào là cúng nhẹ nhẹ đó, cúng nhẹ nha, cúng nhẹ đó là cúng đường sữa gạo muối. Mà nặng hơn chút nữa đó là gà, vịt, rồi heo, bò. Còn mà những cái buổi cúng mà là quy mô hoành tráng bậc nhất của các đấng đế vương đó, thì gồm có các đồng nam đồng nữ, cột người ta ra mới cắt cổ, lấy cái máu nó rảy vô trong lửa để cúng cho ngài. Bởi vì ngài mà vừa lòng rồi thì đất nước coi như là thái bình thịnh trị, rồi nhân dân gọi là an cư lạc nghiệp, thái bình âu ca, tiên triền ác liệt như vậy. Mà vua mà muốn bao nhiêu mạng người cũng có, vua hồi xưa dữ dằn hơn tổng thống bây giờ nhiều. Rồi mà em bóng ăn chia là ăn chia chỗ nào, ăn chia ví dụ như là mấy ông nhân danh vua mà ông đi gom là làng xã nào cũng có trâu bò heo dê hết, thì mình gom 1.000 con anh nộp về đó là mớ, giữ lại mớ. Còn khi bị điều tra nó đó là mấy con thú bệnh, mấy con thú bị mắc cúm châu Phi gì đó là coi như là mình giữ lại. Cứ như vậy rồi, còn khi mà anh lấy tiền của mấy người ta đó, thì anh lại ở nhà anh bắt con người ta nộp tiền nhanh thì anh trả lại, còn người ta không nộp tiền thì anh bắt đem đi anh giết. Thì ai giết vua, giết ai, không phải vua giết mà là giết trong lễ của vua, mấy ông giáo sĩ cũng máu lạnh chọt vô cắt cổ đồng nam đồng nữ. Đó, khổ như vậy, thời nào cũng vậy, mình phải có cái này chứ còn không nó khổ cái lúc.
Thì bữa nay trong cái trại bài kinh này nói về cái lễ lễ cúng lửa của ông Bà La Môn này, đây là lễ loại lễ nhẹ, loại lễ nhẹ này là có nghĩa là chỉ có giết mấy con gia súc thôi, mấy con gia súc chứ chưa có chơi tới con người. Gia súc thôi, gia súc đây thì gồm có trâu bò heo dê vậy đó. Thì ông là cái người vậy đó, ông là cái người rất là mặn mà với cái chuyện đó. Thì ông mới đem cái chuyện đó, gọi là ông trình lại Đức Phật. Ông trình lại Đức Phật, ông nói cho ngài biết rằng ổng là cái người thờ lửa. Ông đang ổng cũng thỉnh thoảng cũng làm những cái tế đàn, có nghĩa là những cái buổi cúng đó. Tế đàn là những cái buổi cúng, cái Pali gọi là Maha Yajna, Yajna là cái lễ cúng. Như vậy ông muốn hỏi ý ngài, ngài nghĩ gì về cái chuyện đó? Ông hỏi ngài, ông hỏi ngài có nghe người ta khen cái chuyện mà cúng lửa không, thì nó ngài có nghe. Xong rồi nghe ngài mới nói ông thế này: đừng có hỏi ta có nghe người ta nói gì về mấy cái lễ cúng lửa. Hỏi như vậy đó thì nhiều lắm chỉ nhìn nhận được câu trả lời của ta là có hay là không thôi nha. Cái câu hỏi nó quan trọng, mà câu hỏi khác nó quan trọng hơn là cúng lửa như thế nào mới có lợi ích. Cái câu nó mới đúng, các vị có nghe kịp không? Ông hỏi ngài là ngài có nghe gì về cái chuyện cúng lửa hay không, ông muốn đi tìm cái sự đồng thuận của ngài, ông muốn nghe cái ý kiến của ngài, mà dĩ nhiên là ý kiến mà hợp với ổng á, thấy không? Nhưng mà ngài là nói thế này: đừng có hỏi ta có nghe hay không, mà hãy hỏi ta là làm thế nào mà cúng lửa một cách thông minh, một cách lợi ích. Thì cái câu đó nó hay hơn cái câu hỏi kia đó. Thì nói xong ngài mới giải thích cho ông nghe. Ngài nói cúng cúng lửa hay là cúng thần linh nào, bất cứ cái mục đích đầu tiên và duy nhất ai cũng hiểu đó là mong có được cái sự phù hộ của các đấng thần linh, của các đấng bề trên, của các đấng siêu hình, để làm chi? Để có được những cái điều tốt đẹp trong đời sống. Mà đẹp đâu không thấy, chuyện đầu tiên cứ mỗi một cái lễ cúng như vậy, ngoài cái chuyện gọi là hao tốn vô ích vô nghĩa về thời gian tiền bạc công sức, không, thời gian tiền bạc công sức, lại còn là những cái dịp nè, lại còn những cái dịp để cho xảy ra cái cảnh mà máu đổ thịt rơi, không, tàn sát sinh linh, không, loài nào cũng tham sống sợ chết, mà mình là con người, mình vì là mưu cầu cái hạnh phúc, mưu cầu cái điều tốt đẹp cho mình, mà mình bất kể cái sinh mạng của cái loài khác. Ai ai trên đời này có thể nói rằng trâu bò nó không biết đau, heo dê mà nó không có biết sợ chết? Ai ai trên đời này có thể nói không? Có, ai cũng biết hết, trâu bò heo ngựa con nào cũng biết đau, con nào cũng sợ chết hết, con nào cũng sợ đau, con nào cũng sợ chết. Vậy mà bây giờ mình nhân danh cái chuyện mà cúng thần để mà mình gọi là tước đoạt cái mạng sống người khác, thì cái chuyện đó có nên không? Trong những cái buổi lễ đó người ta phải dùng đao dùng kiếm để mà cắt, để mà chọc các cái con gia súc, lấy máu lấy thịt mà cúng tế. Thì ngài nói rằng cái lưỡi gươm lưỡi kiếm, cái những cái món cái chữ sát tha nghĩa là vũ khí, hôm nay ngài bên trong dịch là kiếm, nhưng mà thật ra chữ sát tha là có nghĩa là vũ khí bén nhọn nói chung. Còn nói chung được gọi là sát tha, sát tha, sát tha là sư phụ, là đạo sư, là ông thầy, sát tha. Còn sát tha nó có nghĩa là vũ khí hay là cái vật bén nhọn nói chung, bén mà dùng để tấn công người khác cũng gọi là vũ khí, mà nhọn dùng để tấn công người khác cũng gọi là vũ khí nói chung. Thì người đó là trong mỗi buổi lễ như vậy, nhìn thấy ai cũng cầm những cái vật bén nhọn để hành hạ chúng sinh, ai cũng thấy đó là những cái món đồ dùng cần thiết cho cái buổi cái nghi thức tôn giáo. Nhưng mà ngài nói rằng
mấy cái món vũ khí đó, nếu mà đem phân tích ra, nó chính là cái vũ khí thân, vũ khí khẩu và vũ khí ý. Nghe nói rằng khi mà mình sống bằng cái tâm bất thiện đó, thì lúc đó là chính mình, ngay lúc đó mình đang dùng ba cái thứ vũ khí tham sân si qua ba cái ngã gọi là thân khẩu ý, để mà chi, để mà tàn hại chúng sinh khác. Khi mà chúng bất cứ khi nào mà chúng ta gọi là dùng thân, dùng khẩu, dùng ý của mình để mà làm khổ chúng sinh khác, có nghĩa là lúc chúng ta đang sử dụng vũ khí nha. Thì người nói rằng cúng bái cái gì chưa thấy, mà chỉ chuyện đầu tiên là thấy dùng vũ khí bén nhọn để hại cái loài khác, thì thử hỏi là tế đàn như vậy nó có đáng hay không, có đáng được tổ chức hay không, và những người, và liệu những người có trí trên đời này, những người có trí tuệ, những nhân bậc hiền nhân, họ sẽ nói gì về một cái lễ cúng mà nó bất nhân, nó dã man, nó mọi rợ, nó vô nhân, nó phi nhân tính như vậy này. À, thì ngày đó ngày dạy như vậy đó. Ngày đó là cái chuyện đó, đó cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là phản tác dụng. Muốn được vui mà làm toàn là cái chuyện gieo khổ, khổ cho mình và khổ cho người, đó là một hành động xuẩn động, thiếu trí, phản tác dụng, tự hại mình, hại người, tự lấy đá ghè cái chân mà không biết nha. Rồi thì ngài ở đây ngài mới nói nè, ngài mới dạy thêm, ngài mới nói cái lửa, cái lửa mà các ngươi mà dùng để mà cúng thần lửa đó, không, các ngươi chỉ có nói là cúng thần lửa, nhưng các ngươi bản thân cái lửa mà các ngươi cúng nó là vật vô tri, nó không đáng để thờ lại. Đó là điều thứ nhất. Cô giọt mưa hay là biết đây có mô hình hộ bóng, cô giọt mưa cái gì, cái lửa mà người ta thờ lại nó là vật vô tri, nó không có gì đáng để mình phải quỳ lại nó hết. Mà trong khi đó mình cúng tế nó lại bằng ba cái thứ lửa khác, đó là lửa thân, lửa khẩu, lửa ý, hoặc là lửa tham, lửa sân, lửa si. Lấy mấy thứ lửa này để đi thờ cúng một thứ lửa vô ích thì có nên không? Không, tôi nhắc lại, cái ngọn lửa mà người ta thờ lại nó là cái thứ vô tri, nó không đáng để mình lại nó hết, nó không phải là thần thánh gì hết, mà vì thờ lại nó mà mình phải dùng những ngọn thứ lửa độc hại là lửa tham, lửa sân, lửa si, và cuối cùng là đúc kết. Ở trong cái giáo pháp của thánh nhân á, không, trong cái giáo pháp thánh nhân, trong cái quan niệm điểm, trong cái lập trường, trong cái nhận xét, trong cái nhận thức của thánh nhân á, thì cái lửa phải được hiểu theo nghĩa khác. À, đó là lửa, lửa gì, lửa cha mẹ, lửa cha mẹ, lửa gia đình, và lửa thánh hiền. Lửa thánh hiền đó là ngài nói là nếu mà muốn thờ lại đó thì nó là ba cái thứ lửa mà mình phải thờ lại. Bởi vì cái ngọn lửa mà mình nấu cơm đó, ngọn lửa mà mình đốt đèn đó, lửa lửa thứ vô tri, mình lại nó 1.000 kiếp nó cũng được gì. Nhưng mà ba thứ lửa sau đây nè, là nếu mà mình có cái lòng mà mình thờ lại á, thì công đức vô vô lượng. Cái lửa thứ nhất là cái gì, đó là lửa cha mẹ. Thì nãy tôi có giải thích rồi, bởi nãy nhiều người đông rung tưởng là tôi giảng là lạc đề đó, tại sao tôi đi một vòng nào là chu kỳ của thế giới tùm lum để cho vẽ ra cho các vị một bức tranh, để các vị tôi mới kiếm cái chỗ tôi nhét cái đề tài vô cho các vị thấy nhá. Đó là thói quen của tôi, thì tôi nói cái gì tôi phải cho người ta một cái toàn cảnh. Tôi cho người ta một cái định hướng, người ta biết thứ nhất là toàn cảnh, cái điều người ta muốn biết nó nằm ở đâu trong cái trời đất này, và tại sao tôi phải nghe như vậy, tôi nghe được điều đó, tôi biết điều đó để tôi được cái gì nha. Thì ở đây bên ngày mới nói thế này, tại sao ba cái thứ lửa này được người nhắc tới ở đây. Thứ nhất, dầu không có Phật pháp thì thời nào cũng như thời nào, con cái phải biết kính lễ hiếu thảo với cha mẹ, đó là cái con đường sanh thiên đã đành, mà đồng thời đó cũng là một trong những cái giềng mối quan trọng của xã hội nha. Đời xưa đó, cái thời phong kiến, cái thời mà gọi là phong hầu kiến địa đó, cái thời mà coi như còn thi cử khoa bảng đó, không, bảng vàng đề tên, cái thời đó, thời vua chúa Tàu và Việt, anh giỏi bằng trời mà chỉ cần mà triều đình mà điều tra làng xã địa phương, anh là đứa con bất hiếu đó, là coi như ao, họ không có xài, họ không không có xài đứa con bất hiếu, nhớ nha.
Và nếu mà anh bị thiếu điểm chút đỉnh mà làng xã nó chứng minh được anh là đứa con chí hiếu thì người ta cũng vớt điểm cho anh. À, anh được cộng thêm điểm, giống như là gia đình mà chính sách, à, gia đình có công cách mạng, nhân thân tốt gì đó. À, thời đó thì họ không có khái niệm là có công đất nước, có công cách mạng hay là gì, nhưng mà họ được kể là người có nhân thân tốt này. Thời xưa đó, bởi vì sao, vì người xưa họ lý luận thế này: đứa con mà có hiếu căn bản nó là cái đứa xài được, bởi vì đứa đó là cái đứa nó sống có cội có nguồn, nó có lòng tri ân. À, cái người mà không có lòng tri ân mà xài được mà tri ân ai? Ở đời này ai tốt với mình phải tri ân hết, nhưng mà cái hai cái người mà tốt nhất mà mình không tri ân được thì coi như mình là đồ vất đi, đó là cha và mẹ. Hai người là người tốt nhất với mình mà mình không có nhớ ơn họ là coi như mình là vất đi nha. À, cho nên người xưa đó họ cho rằng đứa con mà có hiếu đó là tối thiểu cũng là có được cái đạo đức rồi đó. À, và đó là nói trên mặt sự, trên đó trên sự đó, nói trên sự đó. Chuyện gì cũng nói trên hai mặt lý và sự. Nói trên sự thì hễ mà nó có hiếu thì có nghĩa là người nó còn có chỗ để ký tên, còn có chỗ sẽ được, đó là nói trên sự. Còn nói trên lý, nếu mà nó có hiếu á mà lỡ nó có chuyện gì á, mình về mình có thể nhờ bố mẹ nó thương lượng với nó. Các vị nghe kịp không? Có nghe mình nắm nó được thêm một cái cán nữa. Cái con người mà không có cái cán để người ta nắm, người ta sợ lắm. Không, các vị muốn cho tôi mượn tiền, các vị phải nắm được cái cán của tôi chứ. Các vị phải bảo đảm là tôi có khả năng chi trả chứ. Chứ còn các vị là gả con gái cho tôi mượn tiền mà các vị không có nắm được cán, làm sao có vị dám nha. Đấy. Cho nên đó là về sự thì người ta cứ lý luận đơn giản về sự đó là nể nó có hiếu thì tối thiểu nó cũng là cái đứa tri ân. Mà đứa có lòng tri ân thì có lẽ là cái nhân cách của nó không đến nỗi tệ. Đó, nó nói về sự. Còn nói về lý, chỉ cần nó có hiếu thì có nghĩa rằng á, cha mẹ nó hoặc những người đại diện như cha mẹ nó có thể nói chuyện với nó khi mà cần thương lượng với nó. Xã hội, cuộc đời mà cần thương lượng với nó mà khi không trực tiếp được thì người ta có thể thông qua những người đại diện được. Không, ít ra nó cũng có cái cơ sở đó. Đó nói về lý. Đây. Cho nên cái hiếu thảo nó là một cái chuyện mà nó rất là quan trọng ở trong xã hội xưa, mà ngay cả trong kinh Phật. À, nãy nói theo theo bên đời thì nói theo đạo, dầu thời kỳ không có thánh nhân ra đời mà anh có hiếu đó thì anh vẫn có khả năng xưng thi, nhớ nha. Vì sao vậy? Nó có hai cái dầu ở đây. Cái dầu thứ nhất là dầu không có thánh nhân tam bảo mà chỉ cần mình gọi là có cái lòng hiếu thảo không sinh thi. Cái dầu thứ hai là gì? Dầu cha mẹ mình có tệ bằng trời đi nữa thì 90% các bậc cha mẹ trong đời đều có lòng thương con cái hết, 90% nha. Có hai ba cái dầu như vậy. Cho nên là hễ mà hiếu kính cha mẹ thì khỏe, mà có nghĩa là mình biết sử dụng thông minh cái ngọn lửa đó, ngọn lửa cha mẹ. Còn nếu mà mình hòa quạng, mình ẩu sị mà mình bất kính, mình bất hiếu đối với cha mẹ thì cái đường đó là đường sa đọa. Thánh nhân mình xúc phạm thánh nhân bị cái gì chưa biết, bởi mình có thấy thánh nhân đâu. Nhưng mà cha mẹ là họ thương mình bằng trời, mà bây giờ một đứa con mà nó coi như nó làm cho cha mẹ buồn thì coi như chết nha. À, cho nên là đây là Đức Phật gọi cha mẹ là lửa, nãy giải thích rồi. Rồi cái lửa thứ hai là cái lửa chi gia đình, nãy tôi đã nói rồi, nó là gia đình, có nghĩa là, viền mối gia đạo trong một gia đình mà mình không giữ nổi nha. Mình có những cái hành xử bất kính, bất xứng lẫn nhau thì sớm muộn gì cũng là tan nhà nát cửa. Đây là lý do vì đâu còn dạy gia đạo nó cũng là lửa. Rồi thứ ba là lửa thánh hiền. Đây, ngài nói rõ lửa thánh hiền là những cái bậc mà hiền thánh ở đời, chính họ đó, chính các bậc thánh hiền đó là ánh sáng của thế giới. Không, tôi không biết cái mức mà là khả kính dễ thương của ông Lão Tử, Trang Tử tới đâu, tôi không có biết. Tôi không có biết cái mức khả kính dễ thương của ông Gandhi tới đâu, của bà Teresa tới đâu, tôi không có biết nha. Học tôi không biết, tôi không dám nói họ là thánh là phạm, tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói rằng chính nhờ những cái mai họ là chỉ là hiền nhân thôi chứ chưa phải là thánh nhân nha. Tôi nghĩ là họ mới là hiền nhân. Mà các vị thấy thế giới này được họ dắt dẫn như thế nào? Các vị trong rơm hỏi thiệt, đừng có giận, đừng có buồn, đừng có tủi, đừng nổi điên, chửi ảo nha.
Tôi hỏi với rung rung này, các vị có bao giờ dành thời giờ mà đọc mấy cái danh ngôn thế giới chưa, mấy cái danh ngôn quốc tế chưa? Các vị mà đọc mấy cuốn danh ngôn mà dày thế này này, không, danh ngôn là một cái loại sách mà coi như tôi đọc bao nhiêu tôi cũng không ngán hết trơn nha. À, bao nhiêu tôi cũng không ngán, đọc nó đã lắm, đọc danh ngôn nó đã lắm. À, đọc danh ngôn nó đã, đọc sách danh ngôn quý vị mới thấy rằng là ông Dostoevsky ông đã nói đúng, ông nói chính cái đẹp, tôi nói chậm chúng mình nói nhanh quý vị nghe không rõ, cái chứ không phải là gái nha, chính cái đẹp đã cứu rỗi thế giới. Cái đẹp ở đây là gì? Cái đẹp trong nghệ thuật, mỹ thuật, và cái đẹp ở trong tâm linh tinh thần tư tưởng của nhân loại nha. Chính cái đẹp đã cứu chuộc thế giới. Ừ. Và ai ai là người cung cấp những cái đẹp đó? Chính là những bậc hiền nhân. Tôi chưa có động tới thánh nhân nha, mới có hiền nhân. À, chính họ đã cứu chuộc thế giới. À, họ có những cái suy nghĩ đã làm cho bao nhiêu cuộc đời được cứu rỗi. Bản thân họ không phải là giáo chủ, bản thân họ không phải là thánh thần. À, mà chỉ vì những câu nói thôi, chỉ với những câu nói của họ thôi đấy, họ đã cứu rỗi bao nhiêu cái mảnh đời, có biết bao nhiêu người từ cái bóng tối bước ra ánh sáng, từ sình lầy mình đứng lên bước vào con đường cái quan, thênh thang đi về sẽ phía ánh sáng ánh mặt trời. Nhờ đâu? Nhờ những câu nói thông minh của các bậc hiền nhân trong đời. Những hiền nhân ấy gồm hai hạng, một là những hiền nhân mà có cái đời sống, có cái nhân cách hiền nhân, rồi có cái loại hiền nhân thứ hai là bình thường thì họ cũng tào lao nhưng mà họ có những suy nghĩ minh triết thẳng, hoặc đôi khi đủ để có những đóng góp đẹp vào cái vườn hoa tâm linh tinh thần của thế giới, thì họ cũng được gọi là một kiểu hiền nhân đột xuất nha, gọi là temporary wise man, một kiểu hiền nhân đột xuất tạm thời. Đó là tôi mới nói hiền nhân, tôi chưa nói đến thánh nhân. Còn thánh nhân là cái người mà tự gọi là điều phục, kiểm soát được bản thân, không, không còn thích những cái ngọt, không còn bất mãn những cái đắng. Không? Họ đó, trước họ đó, trước mặt họ mình chỉ có một cái cúi đầu đủ xin thiên, một câu chào đủ xin thiên, nói gì là một muỗng cháo, một chén cơm, một củ sa khoai, một củ sắn. Do đó họ chính là lửa. Ở đây ở lửa nói thì ở cái nghĩa là tích cực, còn ở nghĩa tiêu cực là ở những đối tượng khả kính ấy mà ta buông lời bất kính, xúc xỉm phạm thượng bán bổ, thì cái tội đó tày đình tày liếc tày trời nha. Cho nên là bữa nay là mình học liên tục hai bài kinh về lửa, thì cả ông Bà La Môn mà cúng cúng lửa tào lao, sau khi mà ông nghe được cái Phật nói về lửa thì ông lập tức phát nguyện trước mặt Thế Tôn trở thành là một người cư sĩ, nhớ nha. Nãy giờ tôi dành thời gian hơi hơi nhiều, tôi nói về cái hiền nhân, chỉ hiền nhân trong xã hội thôi, là mình thấy họ đã đáng kính dường nào, nói chi là những bậc thánh nhân thỉnh thoảng mới xuất hiện trong cái trời đất bao la này. Này, chúng ta có thời gian để chúng ta suy tư, chúng ta nghiền ngẫm về mấy bài kinh này, nó chắc chắn chúng ta sẽ có những thay đổi lớn, và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, thế giới này nó chính là những gì mà ta nhìn thấy, ta nhận thức qua cái não trạng của mình, dựa trên cái nền tảng mà ta đã xây dựng từ kiếp trước lẫn kiếp hiện tại, thông qua cái môi trường sinh trưởng giáo dục, kịp chưa? Và Phật giáo lại cung cấp cho ta cái tư liệu, tài liệu, thông tin, nền tảng để mà chúng ta có một cái nhận thức khác về thế giới, qua một cái chiều kích khác, qua một cái tầm cao khác, qua một cái vị thế, một cái góc độ, một cái góc nhìn khác. Đẹp chứ, đẹp chứ. Và cái điều đặc biệt của Phật giáo là Đức Phật ngài đại kỵ cái nhìn phiến diện, cái nhìn một chiều, cái nhìn mà coi như là lệch lạc, cái nhìn mà ngài gọi là biên kiến, nhìn có một phía. Mà Đức Phật ngài dạy mình đó là nhìn cái gì? Nhìn là trên xuống, trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào, trên xuống dưới lên, trong ra ngoài vào. Đó, đó là cái nhìn của người tu Phật, học Phật, tin Phật và hiểu Phật. Ví dụ như ngài có thể nói cho mình về con đường sanh thiên, ngài nói rành rẽ, ngài nói cho mình cái cách xây dựng một đời sống cư sĩ an lành ở nhiều nghĩa, không?
chứ đừng có nói là ngài chỉ biết giải đạo giải thoát. Sai. Ngài dạy cho mình là một người chồng tốt, một người vợ tốt, một đứa con tốt, một người cha, một người mẹ tốt, một người bạn tốt, một người thầy tốt, một người trò tốt, một công dân tốt, một con người tốt, một thành viên tốt. Đấy. À, ngài dạy cho mình đầy đủ hết, nhưng mà cuối cùng lúc đó ngài vẫn dạy rằng chỉ còn dính ở trong cái tốt, cái xấu là còn sanh tử, mà hãy còn sanh tử thì còn khổ. Cho nên tốt hơn hết thì cái xấu không nên có là đã đành, mà cả cái tốt cũng dẹp luôn. Mà dẹp bằng cách nào? Cái xấu mình dẹp nó bằng cái tốt, còn cái tốt mình dẹp nó bằng cách nào? Dẹp bằng cách là chán nó luôn. Dẹp bằng cách là chán nó luôn. Không, còn nói nôm na, ta dẹp cái ác á, bằng cách là mình chán sợ nó, thì qua tới cái tốt chúng ta cũng phải dẹp nó bằng sự chán sợ. Nhưng mà cái sự chán sợ cái tốt là phải là cái sự chán sợ bằng cách nhận thức chín chắn, chứ không phải chán sợ bằng cách là mình không có muốn sống thiện nữa để mình trở về với cái sống ác đó, thì đó là không đúng nha, không đúng. Cái chán ác là phải dành cho người yêu cái thiện, nhưng mà cái chán thiện nó không phải là dành cho cái người yêu ác, mà cái chán ác dành cho người yêu thiện nó đành, nhưng mà cái chán thiện đó nó chỉ dành cho cái người không còn sanh tử nữa. Chứ đừng có nghe vậy là cứ lật ngược lại, nghe yêu thiện nên chán ác, rồi muốn chán thiện phải yêu lại cái ác thì là sai. Mà nó đi từng bước. Bước một, chán cái ác là vì mình yêu cái thiện. Bước hai, chán cả cái thiện là bởi vì mình không muốn hiện hữu nữa. Cho nên chúng ta có một câu chữ Hán rất là quan trọng: thiện diệt lãng vi hà huống ác, phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Cái việc thiện mà còn làm biến làm thì nói gì là cái việc ác. Thiện diệt lãng vi hà huống ác. Hà huống ác, chữ diệt cái đây là viết bằng chữ C nha, diệt là cũng á, chứ phải diệt T nha. Nói cho mấy người mà dở chánh tả mà muốn chép lại, nó chép tầm bậy tầm bạ rồi chúng nó đè tôi ra, nó chửi nó cũng khổ lắm, không bị chép rồi được cái gì tôi không biết, chứ tôi rồi bị chửi suốt một tôi cái mạng nha. Thiện diệt lãng vi hà huống ác, việc thiện làm biến làm nói gì chuyện ác. Mà phú phi sở nguyện khởi ưu bằng, khi mà cái giàu mình không có ham á, thì cái nghèo nó không có phải là cái chuyện để cho mình phải lo, nghe không? Khi giàu nó không phải là cái để mình ham, thì nghèo nó không phải là cái để mình lo. Tại sao mình lo cái nghèo là bởi vì mình ham giàu, mà tại sao mình ham giàu là bởi vì mình lo cái nghèo, nghe không? Khi mà anh sợ cái nghèo anh mới ham giàu, mà khi anh ham giàu là vì anh sợ cái nghèo. Nó ăn nhiều quá nó mới mập, và nó càng mập nó càng thích ăn, mà nó càng thích ăn thì nó lại càng mập, mà nó càng mập thì nó càng thích ăn. Okay. À, phải nhớ cái đó chứ còn mà nhớ mà xí và tú xí đúng đó là chết tôi nghe. Rồi giờ mình tới kinh nào đây? Bây giờ thời gian ít quá đi mà thi giảng kinh nữa thì có đủ hay không? Không đủ rồi, không đủ. Cái bài kinh tiếp theo hay quá, bài kinh về bảy cái tưởng đó hay lắm, mà bây giờ mà còn có 15 phút giảng rất là uổng, làm sao mà tôi đâu có chết sớm đâu ha. Tôi đi tranh thủ trong thời gian ngắn nhất như có thể để quay về với bà con. Cái như bảy cái bậc tưởng là tưởng bất tịnh nè, tưởng chết, tưởng nhàm chán với các món ăn, mình đọc qua nó khô quẹo à, nó không có cái gì để mình học hết, nhưng mà thật ra nó vô cùng thiết thân, cần thiết và nó thú vị lắm. Mấy cái đề tài mà thiền tập này rất là thú vị, rất là thú vị. Nó là những đề mục thiền tập đó quý vị, rất là thú vị, rất là thú vị. Mà rất tiếc là khi mình chỉ liếc qua mà đành cộng với cái mà mình không có tham khảo đó, mình như nhìn nó hơi ngán là trời sao mà kinh Phật thiệt nhìn cho nó nản quá. Nhưng mà không phải đâu quý vị nha, đây là những đề tài thiền tập rất là đẹp, rất là tốt, rất là cần thiết. Và thông qua bảy cái đề tài thiền tập này, quý vị là coi như là có được đời một đời sống an lạc hiện tiện, sống mà an lạc, chết trong thanh thản, nếu đủ duyên chứng thắc. Bảy cái đó sống nó giúp cho quý vị sống an lạc, chết thanh thản, đủ duyên chứng thắc. Thiếu duyên thì cũng là để lại một cái chủng tử cho đời sau kiếp khác. Nghe Phật hiểu liền, nghe Pháp hiểu liền, đọc kinh hiểu liền. Đấy. Có những người cái Phật Pháp đến với họ nó dễ hẹt, như người ta nháy mắt. Còn có người đó đi vô chùa mấy chục năm mà học Phật Pháp đầy trật, mà nghe nó đi học rồi nó nổi da gà, nói gì nó hành, biết gì mà nó hành.
không? Mình nghe nói tới học thì nó ngáp lên ngáp xuống, và có nhiều người nó mình tiếp xúc với họ nó mình thấy mình lo giùm họ, họ không có một cái le lối ánh sáng nào để hy vọng là có thể đi xa được trong cái đạo pháp này. Đi xa còn không nổi, nói gì là lên cao, mà lên cao không nổi thì lấy cái gì mà đi ra, đi đi xa không có nè, đi xa về phía trước không nổi, lên cao càng khó, mà đi ra ngoài cái tử sinh càng khó, vạn Phật nghe. Cho nên cái quan trọng nhất là ngày hôm qua mình có học rồi, cái khó trong giáo pháp này là bảy cái điều thù diệu, cái nhiều bảy cái điều đặc biệt đó. Tức là yêu được cái việc học giáo lý, yêu được thiết tha được với cái việc nghiền ngẫm giáo lý, yêu được với cái chuyện buông bỏ mọi thứ để sống trong giáo lý, yêu được cái chuyện hành trì giáo lý, và cuối cùng là thiết tha được cái cứu cánh giải thoát, buông hết mọi sự vụ áo để mà đi. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, hẹn lại gặp lại nhau trong bài giảng tiếp nha. Ok, bye.